các bệnh khác nhau cho nhi khoa. Cho nên với cái bài này đưa ra nhằm mục đích là giới thiệu với các em về các cái nhóm nguyên nhân thường gặp liên quan đến triệu chứng táo bón hay triệu chứng nôn chớ, được chưa ạ? Bài này là bài tổng quan cho nên là nó sẽ có cái phần nó hơi sâu một chút về nhi khoa, thì đến cái phần đó thì cô sẽ nói, chúng ta sẽ học đi nào. Mục tiêu của các em có 3 mục tiêu đúng không ạ? Nghĩa là các em sẽ nắm được các cái nhóm nguyên nhân chính gây ra táo bón, triệu chứng lâm sàng, dạ triệu chứng lâm sàng dễ, và một số các cái phương pháp điều trị. Đây là định nghĩa táo bón, thì các bạn thấy là đối với y học hiện đại thì hầu hết tất cả các bệnh đều có những cái tiêu chí và cái định nghĩa nó tương đối là rõ ràng. Vì táo bón thì chúng ta ai cũng biết đúng không ạ, nhưng mà định nghĩa và tiêu chuẩn của nó là gồm cái gì? Thì ở đây có hai cái em nhìn thấy không ạ? Táo bón là sự chậm vận chuyển phân như này, rất dễ. Các em nhớ cho cô hai cái tiêu chí đó là trên 3 ngày em bé mới đi ngoài một lần. Một. À, cô ơi, bọn em vẫn chưa nhìn thấy slide của cô ạ. Bọn em chỉ nhìn thấy cái bảng cô, cái khung cửa sổ mà cô để sửa slide thôi. Còn phần chiếu lên như thế. À, ngày hôm nay cái phần slide nó làm sao ấy, thế thì chắc cô phải để nó như thế này, thì cô nhảy slide cho em mới nhìn được. Cô phóng to hoàn toàn ra thì đến lúc mà để slide nó lại không lên. Em nhìn nhá, xem nó Vâng sao. ạ. Để rồi đúng không? Dạ vâng, cô lăn chuột thì ra nhảy được. Thì để này nhá, các em chỉ khó nhìn một chút. Dạ vâng. Đây là mục tiêu nhá, 3 mục tiêu các em nắm được. Và nếu không có gì thay đổi thì các em vẫn làm test nhá. Trong mỗi một bài đều có những câu hỏi test ở phía sau đấy, em xem nhé, trong quyển này có Quyền của Y Hà Nội thì cũng có cô. không? Các em đang sử dụng tài liệu của module hay là sử dụng tài liệu ở đâu? Là bọn em đang có quyển bài giảng của Y Hà Nội thôi, bởi vì là ở module thì em không nên, cô Ngọc phụ trách thì cô bảo là đến mỗi bài giảng thì sẽ xin lại slide sau ạ. Cái này bình thường cô có cả quyển cho các em chứ nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà học online thì cô Ngọc bảo là cứ hết bài thì xin lại slide thôi ạ. Được rồi, em theo em nhớ nhắc cô nhé, cô chuyển cho cái Vâng ạ. trong file chứ học slide làm gì, slide là chỉ là để giả cho các bạn thân dễ nhìn dễ nhớ thôi. Nếu như mà có quen anh chị nào Y4 mà có tài liệu thì xin lại cũng được cái quyển nhi khoa của giống nhí nhé. Dạ vâng ạ. Có bài này mà có bộ test ở phía sau. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Ba cái mục tiêu này: nắm được nguyên nhân của táo bón này, triệu chứng lâm sàng và một số phương pháp điều trị. Cái này phải gọi là bài cơ bản thôi nhé, chúng ta sẽ không đi sâu vào từng cái nguyên nhân một. Đây là phần định nghĩa. Nói định nghĩa thì thực ra nó cũng là cái tiêu chuẩn, hai cái tiêu chuẩn của táo bón. Ví dụ như là gì ạ, trên 3 ngày bạn ấy mới đi ngoài một lần, nhưng mà phân của bạn ấy bình thường, có nghĩa là bạn ấy ăn ít ý, nhưng bạn ấy đi ngoài phân vẫn bình thường, phân không khô không cứng thì vẫn chưa được chẩn đoán là táo bón. Các bạn nhớ cho tôi nó phải có hai tiêu chí, đó là trên 3 ngày mới đi ngoài một lần và thành phần nước của trong phân ít hay là phân khô và cứng. Đó, hai cái tiêu chuẩn đó mình sẽ định nghĩa là em bé táo bón nhé. Thì các bạn nhìn qua giúp cô cái phần quá trình bài tiết của phân. Cái này nó nhằm mục đích là gì? Khi chúng ta học xong phần này thì chúng ta sẽ định hướng được một số những cái nhóm nguyên nhân. Ví dụ nó cứ bất thường ở cái khâu nào trong quá trình bài tiết thì nó đều có thể dẫn đến táo bón nhé. Ví dụ như thế này,
cái sự co-bóp của đại trực tràng để phân được thải ra đúng không ạ? Nó sẽ có một quá trình tiêu hóa cũng vào hấp thu, sau đó đến đại tràng xuống trực tràng bắt đầu co bóp mạnh để tống phân ra ngoài, và tất cả quá trình đấy nó sẽ được điều khiển thần kinh. Thì mình sẽ lại suy luận tiếp là gì, à thì nó tổn thương ở thần kinh, ví dụ như là gì, nó có thể là tổn thương tại cái dây thần kinh đấy, đám rối thần kinh mà chỉ huy cái phần đại trực tràng. Ví dụ như trong trong bệnh giãn đại tràng bẩm sinh chẳng hạn, thì cô sẽ giới thiệu nhá, hoặc là nó có tổn thương ở trên não ngạn. Chính vì thế trong cái tam chứng màng não ấy, nó có triệu chứng đó là táo bón, nếu các bạn còn nhớ nhá. Thì tam chứng màng não là gì, đau đầu, nôn vọt và táo bón đúng không ạ? Đó là tổn thương ở trên não ấy. Thì chúng ta sẽ học theo hình thức như thế nhé, cho nên các bạn sẽ dễ nhớ được các cái phân và nhóm nguyên nhân đấy. Đó, thứ nhất là quá trình bài tiết phân cần có sự chỉ huy của thần kinh đúng không ạ? Rồi là gì ạ, liên quan gần thiết nữa đó là đại trực tràng. Thì nếu như có bất cứ cái tổn thương nào ở đại trực tràng cũng có thể dẫn đến một chút. Nguyễn Thị Thúy Tân Bích nha. 079 Nguyễn Thị Thúy Tân Bích nha. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Còn một số bạn đang bàn trong này. Thế nào, hoặc là ví dụ như trong bệnh lý còi xương nhé. Thì đến năm sau khi học bệnh lý khoa 1 á, bản chất của nó là thiếu canxi. Canxi nó là một chất dẫn truyền hệ thần kinh đúng không nào? Thế thì nó sẽ giảm cái sự nó giảm trương lực đường ruột này, nó dẫn đến cái tình trạng ứ động phân này, nó cũng dẫn đến tình trạng táo bón đó. Thì chúng ta sẽ hình dung là có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến táo bón, chúng ta sẽ tìm hiểu xem là có những nguyên nhân gì nhá. Đây là mục tiêu tiếp theo của bài, đó là phần nguyên nhân. Cái phần nào các bạn sẽ gạch lại và nốt lại cho cô nhé, để các bạn nhớ những đoạn chi tiết cho nó thuận lợi. Ở đây là cái nhóm cô xếp cái nhóm nguyên nhân hay gặp lên trước. Dạ, cái này thì rất dễ hiểu, nguyên nhân về ăn uống. Đối với các em nhỏ ấy, thì thường là các bạn ý dạ, ăn thiếu chất xơ là một, không có thói, ít những bạn nào mà có thói quen ăn nhiều rau, hoặc là cái thói quen uống nước cũng rất là hạn chế, đặc biệt là những bạn đi nhà trẻ thì cái mà để bạn đi uống nước ấy, rất nhiều cô giáo ở trường mẫu giáo mà được nghiên cứu là gì, hầu như ít có thói quen là cho em bé uống nước thường xuyên đó. Được chưa ạ? Đấy là nhóm về ăn uống nha. Nhóm tiếp theo là nhóm về tâm lý, cái này cũng rất là hay gặp, đặc biệt trong cái lứa tuổi mầm non ấy. Đấy, và đã có rất nhiều những trường hợp mà gì ạ? Giáo viên bảo hành các bạn ấy vì là gì ạ? Bị đi ngoài ở trên lớp đúng không ạ? Thế thì chính vì bạn ấy bị dọa, bạn ấy bị cấm không được đi trên, bạn ấy nhịn, cái trạng bạn nhịn lâu ngày thì bạn sẽ dẫn đến táo bón. Hoặc là những cái bạn mà ví dụ đi học tiểu học bắt đầu vào lớp 1 ấy, thì thấy cái nhà vệ sinh ở trường rất là bẩn đúng không ạ, thì bạn ấy sẽ gì ạ? Nhịn. Đấy là cái nguyên nhân hay gặp nhá, mặc dù là chúng ta để ý đến. Rồi là có những trường hợp các em bị rối loạn về cảm xúc, căng thẳng quá, bị áp lực của một lý do nào đấy, ví dụ bị học hành căng thẳng, bị gì đó, được chưa? Hoặc là một số em bé bị lạm dụng về tình dục chẳng hạn, đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến táo bón. Rồi là nhóm nguyên nhân do gì ạ? Người vận động.
để cái quá trình co tại trực tràng diễn ra được tốt ý, thì bao giờ người ta cũng gì ạ, kể cả bình thường người ta cũng khuyên là phải gì ạ, phải vận động nhiều, phải tập thể dục đúng không ạ? Đấy, cái thói quen người vận động nó cũng là một những cái trong những cái nguyên nhân gì ạ, dẫn đến táo bón. Rồi tiếp theo là đến nhóm nguyên nhân về bệnh lý, các bạn nhìn giúp cô có rất nhiều đúng không ạ? Các bệnh lý về đường tiêu hóa thì rất là dễ hiểu đúng không ạ? Ví dụ như là nứt kẽ hậu môn, thì thông thường những bạn ấy nứt kẽ hậu môn là những bạn bạn ấy rất là sợ đi ngoài nên bạn ấy nhịn. Giãn đại tràng bẩm sinh thì nữa chúng ta sẽ học, cô sẽ giới thiệu qua một chút, lồng ruột với tắc ruột thì dễ rồi đúng không ạ? Cái nhóm bệnh lý tiếp theo là nhóm bệnh lý về nội tiết và chuyển hóa. Cái nhóm này cũng rất hay gặp với triệu chứng về táo bón, ví dụ như suy giáp trạng, đái đường, rối loạn về điện giải. Rồi đặc biệt nữa đó là cái nhóm liên quan đến thuốc nhá, đặc biệt là các cái nhóm thuốc ví dụ như sắt chẳng hạn, số thuốc dạ dày. Mai kia bạn nào mà những bạn nữ mà chuẩn bị có bầu ấy, các bạn uống sắt thì các bạn sẽ thấy cái tỷ lệ mà uống sắt bị táo bón rất cao. Rồi là nhóm gì, giảm trương lực đường ruột, vừa nãy cô đã nói rồi, trong bệnh lý coi xương em bé giảm canxi, em bé thiếu canxi cho nên là gì ạ, giảm trương lực cơ của đường ruột, phân ứ đọng lâu ngày dẫn đến táo bón, được chưa ạ? Rồi đấy là nhóm nguyên nhân nha, các em đã kịp viết lại chưa ạ? Quay lại một Vâng ạ. lần đấy, ăn uống, tâm lý, vận động. Các nhóm bệnh lý thì trong đó chúng ta nhiều cho cô nhóm bệnh đường tiêu hóa, nội tiết chuyển hóa, thuốc. Và các bệnh lý khác nữa. Bệnh lý khác là gì? Ví dụ như cô nói đấy, ví dụ như viêm màng não mủ chẳng hạn, liên quan đến não. Đó, nó có tăng chứng màng não, có một trong cái đó là triệu chứng của táo bón. Cái bệnh lý liên quan đến não, đặc biệt là viêm màng não mủ, các em sẽ bổ sung thêm cái đấy cho cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần lâm sàng. Cái phần này thì cô nghĩ rằng là các em tự đọc được, các em đọc tiện, cô sẽ không nói, nên mình dễ hiểu đâu. Chắc là trong lớp mình có một vài bạn đã từng bị táo bón đúng không? Và các em sẽ thấy nó sẽ có những cái triệu chứng gì nhé. Những cái triệu chứng mà đi đại tiện có này, thời gian đi trên 3 ngày này, phân rắn này, đương nhiên là bạn ấy dặn nhiều thì bạn ấy sẽ có những cái tổn thương ở hậu môn đúng không ạ? Nếu như mà lâu ngày thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là mình có thể bị trĩ đúng không ạ? Trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Rồi là gì, cái cuối cùng các em lưu ý cho cô đó là triệu chứng của các nguyên nhân gây táo bón. Ví dụ như là bạn ấy nằm trong triệu chứng của bệnh lý về nội tiết chuyển hóa, thì ngoài cái triệu chứng táo bón bạn ấy sẽ có các triệu chứng khác của nó bệnh đó. Ví dụ như suy giáp trạng, bạn ấy sẽ có thể có gì ạ, vàng da, tóc khô, rồi là rốn lồi vân vân. Đó là những cái triệu chứng của cái nguyên nhân nhé. Còn cái triệu chứng trên này này, triệu chứng chung của một bạn táo bón. Để cho cô là cô giới thiệu với các em cái bệnh lý giãn đại tràng bẩm sinh. Cái bệnh này là thuộc về bẩm sinh, thì nó là cái bệnh hình thành trong quá trình bào thai, em bé đã bị rồi và nó nằm trong ngoại nhi. Nếu như các bạn đi, mai kia các bạn đi ngoại của Đức ấy, ngoại nhi của cái Đức ấy, ngoại ấy. Đó. Thì các bạn sẽ thấy tỷ lệ những cái em bé bị giãn đại tràng bẩm sinh vào mổ phẫu thuật rất là cao. Thì về triệu chứng lâm sàng của cái bệnh dạ, triệu chứng lâm sàng của bệnh giãn đại tràng bẩm sinh là gì? Đó là triệu chứng nổi bật lên là triệu chứng táo bón. Các bạn nhớ cho cô nhé, táo bón rất sớm, táo bón ngay sau khi sinh hoặc một vài ngày sau khi sinh. Thì cái cô sẽ nói trước, cái bệnh này cơ chế của nó là gì? Cơ chế của nó là em bé
ở một cái đoạn đại tràng của em bé vô hạch, nó vô hạch cho nên nó sẽ không có sự co bóp, được chưa? Thì cái đoạn vô hạch đó nó sẽ teo lại, và cái đoạn ở phía trên ấy nó sẽ giãn ra vì nó ứ động phân, cho nên người ta gọi là giãn đại tràng bẩm sinh. Dạ, phân nó sẽ ứ động ở phía trên cái đoạn đại tràng vô hạch ấy, nó sẽ teo lại, được chưa? Sự vận chuyển phân của nó rất là kém, cho nên em bé có các triệu chứng đó là táo bón, triệu chứng rất nổi bật. Cho nên chúng ta hết sức chú ý là gì? Nếu như một em bé trong giai đoạn sơ sinh ấy mà có triệu chứng táo bón thường xuyên ấy, thậm chí là có những bạn cái đoạn đại tràng vô hạch ấy nó dài, cho nên là những bạn không thể tự đi ngoài được mà phải thụ thì em bé mới đi ngoài được, đúng chưa? Có nghĩa chúng ta hình dung là cái đoạn đại tràng vô hạch đấy dài hay ngắn nó sẽ có những cái mức độ bệnh nặng hay nhẹ khác nhau, đúng chưa? Đó. Rồi giải thích như thế thì chắc là về đến phần triệu chứng em sẽ dễ nhớ, nổi bật lên đó là em bé táo bón rất sớm, táo bón thường xuyên, đúng chưa? Để chẩn đoán máu thì sao, người ta sẽ thường là gì, chụp đại tràng có cảm quang, bạn nhìn đến đây giúp cô. Đây là cái hình ảnh mô phỏng cái khung đại tràng bình thường, đúng không ạ? Đây là có đoạn giãn đại tràng bẩm sinh, đoạn phía dưới này là cái đoạn vô hạch bệnh lý bẩm sinh, thì nó sẽ giãn phía trên, nó sẽ ứ động phân ở phía trên, nó vô hạch trên, nó gì, cái sự co bóp của nó rất là kém. Còn chụp đây các bạn thấy hình này, hình số bạn nó là những hình vỏ chim hình gì đó, bạn thấy là cái đoạn đoạn teo này, thắt này này, bạn vô hạch trên thì giãn đấy. Thì điều trị đối với những bạn này là như thế nào? Người ta sẽ cắt cái đoạn vô hạch cái đi nhá, cắt cái đoạn vô hạch và nối cái đoạn mà bình thường trở với nhau. Nói là như vậy thôi nhưng là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái vị trí đoạn vô hạch nó ở đâu, thứ hai là cái chiều dài của đoạn vô hạch, cái dài hay ngắn, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy là đại tràng nó không được sạch sẽ như các cơ quan khác, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình phẫu thuật hoặc mình nối lại thì em bé rất dễ có nguy cơ bị gì ạ, nhiễm khuẩn, được chưa nào, dính vân vân. Cho nên nhiều trường hợp là gì ạ, khi mà mình cắt cái đoạn vô hạch đi mình chưa nối được, mình phải làm sạch cái đoạn đại tràng đi, mình sẽ đưa cái đầu đại tràng ra ngoài thành bụng, người ta sẽ tạo ra cái gọi là hậu môn nhân tạo, phân nó sẽ đi ra ngoài đó, dạ, để đợi cho ruột em bé ổn định, dành hạn chế tất cả cái biến chứng, thì lúc đấy người ta mới phẫu thuật thứ hai để người ta nối hai cái đoạn lành lại với nhau. Cho nên nếu như các bạn có nhìn thấy mẹ em bé có cái hậu môn nhân tạo ở thành bụng thì chúng ta cũng biết nha. Sang đến phần cuối cùng đó là phần điều trị. Thì chúng ta nhớ là cái gì ạ? Cái nguyên tắc ba giờ các em cũng phải điều trị. Nhưng nguyên nhân của nó là cái gì thì chúng ta điều trị cái đó. Ví dụ như nguyên nhân của bạn ấy là do ăn uống thì chúng ta phải gì ạ? Chỉnh lại chế độ ăn, chỉnh lại cái chế độ vận động cho bạn ấy, đúng không? Thì nó mới điều trị triệt để được. Hoặc là nếu như bạn ấy bị bệnh giãn đại tràng bẩm sinh thì chúng ta phải gì ạ? Chuyển ngoại cho bạn ấy điều trị thì nó mới dứt điểm được nhá. Còn những cái thuốc tiếp theo thì mang tính chất là giới thiệu. Các bạn nhớ cho cô một câu chốt đó là điều trị thông nhân nhé. Nếu như bệnh lý đường tiêu hóa thì điều trị theo các bệnh đó, mà bệnh nội tiết thì điều trị theo bệnh nội tiết, chúng ta chỉ biết thế thôi. Còn đâu từng bệnh thì nó là một chuyên khoa sâu của nhi khoa rồi. Ví dụ như là bạn ấy có nứt kẽ hậu môn hoặc bạn ấy có trĩ chảy máu thì đương nhiên chúng ta sẽ phải vệ sinh cho bạn ấy, đúng không ạ? Và tập cái thói quen ăn uống nhiều rau xanh, rồi là uống đủ nước, rồi tập thói quen vận động, phơi nắng nhá. Và đây là một số cây thuốc cô đã xếp lên đây. Đây là các cái nhóm thuốc gọi là nhóm thuốc điều trị về triệu chứng của táo bón. Thì bản chất của những cái nhóm thuốc này nó đều làm gì ạ? Để cái quá trình vận chuyển phân nó dễ dàng hơn, nó tránh cái tình trạng ứ động phân dẫn đến táo bón. Ví dụ như là nó có những nhóm nó sẽ làm kéo nước vào, nó làm mềm phân ra, có những nhóm nó làm bôi trơn phần trực tràng để phân nó di chuyển qua dễ dàng, được chưa? Cái nhóm
cái nhóm cuối cùng này, nhóm thuốc kích thích này, nó tác động lên hệ thần kinh để nó làm tăng co bóp của cơ thành ruột. Thì cái nhóm này hạn chế sử dụng nhé, chỉ sử dụng trong những trường hợp cần thiết trong cơ sở y tế. Đây, cái này cái cùng của cô nhé. Còn các cái nhóm trên này thì chúng ta có thể sử dụng được. Cái đơn về cho bệnh nhân dùng được nhé. Dạ. Rồi là điều trị hỗ trợ thì chúng ta thấy là gì? Bây giờ có những cái sản phẩm ví dụ như là cái gói bột chất xơ này, hoặc là các bạn sẽ cho bệnh nhân ăn sữa chua này. Kể cả những em bé không bị ốm thì người ta khuyên là gì? Vẫn nên sử dụng mỗi ngày cho em bé một hộp sữa chua chẳng hạn các bạn. Bình thường ấy. Và đặc biệt bây giờ sữa chua thì chúng ta nên lựa chọn cái sữa chua mà nó có thành phần lợi khuẩn nhé. Rồi. Điều trị tâm lý thì điều trị ngoại nó thuộc vào nhóm điều trị nguyên nhân. Đấy. Nếu như bạn ý bị đi mẫu giáo mà cô không cho bạn đi ngoài đi đi ngoài ở lớp ấy, thì cái tối ưu nhất đó là gì ạ? Không thể chuyển trường đúng không ạ? Chuyển làm sao được hết. Không thể dọa cô giáo được mãi đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải có những cái tư vấn cho mẹ bệnh nhân tối ưu đó là gì? Ví dụ như là tập cho con dậy sớm hơn một chút, ăn uống rồi tập cho bạn đi đi vệ sinh vào buổi sáng. Được chưa? Đấy, ví dụ như những cái cách như thế, cái này các em hoàn toàn có thể làm được nhé. Xem nào, rồi, bài táo bón trình bày của cô đến đây là kết thúc. Có bạn nào có câu hỏi về bài này không? Chúng ta đã hình dung sơ bộ được về bài táo bón chưa? Rồi ạ. Rồi, thế thì không có bạn nào có câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Đó, bài tập Vâng. cô nhắc lại lần nữa này. Thứ nhất là các em sẽ phải nắm được cái định nghĩa cho cô vì nó sẽ có hai tiêu chuẩn các em phải nhớ. Và các em nhớ được nhóm nguyên nhân. Được chưa nào? Triệu chứng lâm sàng thì dễ rồi, chả cần học cũng nhớ đúng không ạ? Và các cái phương pháp điều trị thì bao giờ cũng phải nhớ đó là điều trị theo nguyên nhân. Nó bệnh gì điều trị cái đó và một số các cái nhóm thuốc điều trị hỗ trợ về triệu chứng. Rồi bây giờ cô sẽ chuyển sang bài nguyên chớ nhá. Bài này nhóm nguyên nhân của nó sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên nó là triệu chứng rất hay gặp của nhi khoa. Rồi. Em nhìn thấy slide chưa? Giờ bọn em thấy rồi ạ, thấy như ở slide trước, Đó. như bài trước. Luôn chờ ở trẻ em. Nôn chớ ở trẻ em thì nó cũng giống như táo bón ấy. Nó là một triệu chứng rất hay gặp của nhi khoa và nó cũng là triệu chứng của rất nhiều nguyên nhân. Thế thì mục tiêu của các em cũng là gì? Nắm được một số những nguyên nhân dẫn đến nôn ở trẻ em. Triệu chứng lâm sàng dễ rồi. Và cái mục tiêu là các em nắm được biến chứng. Em bé nôn nhiều thì có thể có biến chứng gì xảy ra. Dạ. Và các phương pháp điều trị. Cái này nó cũng giống như bài táo bón. Đây, định nghĩa này. Bình thường thức ăn từ miệng vào thực quản dạ dày hiểu không ạ? Bây giờ chỉ là gì? Thức ăn từ dạ dày đẩy ngược ra ngoài miệng. Nó gọi là nôn. Còn buồn nôn thì nó chỉ là cái cảm giác muốn nôn thôi, em bé chưa nôn ra được. Và các em nhớ cho cô, nôn nó là một triệu chứng rất hay gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng. Những bạn dưới 6 tháng, các bạn ấy rất hay gặp triệu chứng nôn chớ sinh lý. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, các bạn có thể đi lại nhé. Đó là những bạn dưới 6 tháng thì bạn ấy thường sẽ là ở tư thế nằm. Đúng không ạ? Bạn ấy chưa biết ngồi, bạn chưa đi. Đa số là bạn sẽ tư thế nằm. Thứ hai nữa là người ta thấy là cái cơ thắt tâm vị của bạn ấy nó đóng không chặt như những cái bạn lớn và những người lớn thì đương nhiên rồi đúng không ạ?
nó đóng nhưng mà nó đóng không chặt. Đấy là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là gì? Dạ dày của em bé gì? Khi em bé ăn, em bé bú, em bé rất hay nuốt hơi vào trong dạ dày rất nhiều hơi. Nếu như mà khi cho bú xong ấy mà bà mẹ không bế con lên vỗ lưng để cho hơi nó ra ấy, thì bạn rất dễ bị nôn chớ. Và đặc điểm thứ ba đó là thức ăn của những bạn dưới 6 tháng nó ở dạng lỏng, ngạ từ sữa, kể cả sữa mẹ hay sữa công thức. Cho nên là gì ạ? Đặc biệt là những bạn háo ăn ấy, ăn xong mà cho nằm luôn ấy, là những bạn đấy rất hay bị nôn chớ. Đấy là cái lý do tại sao mà nhóm trẻ dưới 6 tháng hay bị nôn chớ sinh lý là như thế nhá. Nên chúng ta cũng chú ý để định hướng xem nguyên nhân nôn chớ của bạn là gì. Nếu như mà do sinh lý thì chúng ta chỉ cần tư vấn cho mẹ bệnh nhân thôi là xong, không cần phải dùng thuốc gì cả. Tìm hiểu sơ qua một chút về cơ chế gây nôn thì các bạn thấy là gì? Nôn là nó là một kết quả của một loạt các cái hoạt động, đúng không ạ? Của các cơ quan khác nhau, đương nhiên là không theo ý muốn rồi. Nó sẽ có sự co bóp, có dạ dày, đúng không ạ? Cơ thắt, tâm vị, cơ thành bụng, đúng không ạ? Tất cả những cái đó nó tham gia vào quá trình nôn. Thế thì chúng ta nhìn những cái cô nhắc như thế để nhớ nó sẽ thuộc vào những nhóm nguyên nhân nào. Và tiếp theo nữa, giống như táo bón thì táo bón là nó có cần một sự co bóp của hệ thần kinh, đặc biệt là của đại trực tràng, đúng không ạ? Và chỉ huy của não. Thế thì nôn thì nó lại có một cái đặc điểm, nó là có cái trung tâm nôn ở hành tủy. Được chưa? Thế thì nếu như bất cứ những nguyên nhân gì gây tổn thương đến não thì em bé đều có triệu chứng nôn. Cho nên bạn thấy các bệnh lý mà nếu bạn nào mà đã đọc rồi, bạn thấy các bệnh lý thuộc về não ấy, ví dụ viêm màng não, viêm não hoặc là u não hoặc là xuất huyết não, thì bạn thấy hầu hết là những cái bệnh nhân đấy đều có triệu chứng nôn, đúng không ạ? Đặc biệt là tam chứng màng não, trong viêm màng não thì bệnh nhân có nôn vọt, được chưa? Cái đặc điểm nôn nó sẽ khác một chút so với các cái nguyên nhân nôn khác ngoài hệ thần kinh nhá. Đó. Sơ qua về cơ chế thì chúng ta sẽ định hướng được cái nhóm nguyên nhân giúp cô. Bây giờ vào đến mục tiêu thứ hai, đó là nguyên nhân của nôn chớ, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Nhắc lại, nôn chớ là triệu chứng của rất nhiều bệnh lý khác nhau và của nhiều cơ quan khác nhau. Được chưa? Đó. Ngoài cái nguyên nhân nôn chớ sinh lý của nhóm trẻ dưới 6 tháng vừa rồi thì nó là triệu chứng bệnh lý của rất nhiều cơ quan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng nhóm một. Ở đây cô nhắc lại một lần nữa, đó là cô sẽ giới thiệu các cái nhóm, chứ chúng ta không tìm hiểu sâu vào từng bệnh một. Nếu mà sâu vào từng bệnh một chắc mất đến cả tháng thì các bạn mới học xong. Cho nên ở đây các bạn sẽ nhớ theo nhóm cho cô, nhớ như những cái gì mà cô dạy ấy. Còn những bạn nào muốn tìm hiểu sâu nữa thì chúng ta sẽ để trong chương trình học sau nhé. Cái nhóm đầu tiên đó là nhóm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa. Dạ, trong sách có biết như thế này, không biết thì các bạn cũng cô chú lại cho cô thành nhóm nhé, dễ nhớ. Nhóm tổn thương niêm mạc của đường tiêu hóa thì ví dụ như là gì ạ? Viêm dạ dày, viêm thực quản, viêm loét dạ dày, cái này người lớn có không ạ? Và đặc biệt đó là trào ngược dạ dày thực quản. Cái này rất hay gặp trẻ em và người lớn cũng có. Ví dụ như này, nếu như lớp mình là lớp đa khoa hay lớp y học cổ truyền nhỉ? Dạ, lớp đa khoa của. Rồi, lớp đa khoa thì cô sẽ nói sâu hơn một chút. Ví dụ như mấy cái em học sâu hơn, nếu như các bạn em đi về chuyên ngành nhi hoặc là đến năm thứ 6 mà các em muốn học sâu hơn, thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ như là trào ngược dạ dày thực quản. Cũng cho một ví dụ để các em định hướng cách học. Thì đối với nhi khoa ấy, cái đặc điểm mà chúng tôi nhận diện một bạn trào ngược dạ dày thực quản với lâm sàng ấy, hỏi nhá, em bé đấy rất hay bị ho này, hay bị nôn chớ đấy, bây giờ mình muốn phân biệt được à có phải trào ngược dạ dày thực quản không, thì mình hỏi ho ngang, triệu chứng của ho ngang ví dụ như là ho ngang là gì? Để em bé nằm này, em bé ho, đặc biệt là gì ạ? Sáng sớm hoặc sau khi ngủ dậy, đó là một triệu chứng chỉ điểm rất có giá trị trào ngược dạ dày thực quản, được chưa nào? Ngoài ra để chẩn đoán nó, người ta sẽ làm siêu âm tìm luồng trào ngược. Rồi các bạn sẽ khám học, các bạn sẽ thấy mấy cái chúng ta học mà tai mũi họng thì chúng ta sẽ thấy tiêu chuẩn của một cái chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản là gì. Trong tai mũi họng thì nó sẽ có tiêu chuẩn rất rõ ràng, được chưa nào?
rồi điều trị nó là gì, và đặc biệt là cái trong dạ dày thực quản này nó hay nằm xen kẽ vào các cái khoa khác, ví dụ như là tai mũi họng. Các bạn trong dạ dày thực quản hay người lớn ấy, thường là sẽ gì ạ? Viêm họng mãn tính, điều trị kháng sinh chán chê xong lần sau lại bị, bởi vì cơ chế của nó là trào ngược, nếu chúng ta không dùng các cái thuốc giống thuốc dạ dày ấy, thì bệnh nhân sẽ không cắt dứt điểm được. Và thực tế là những bệnh nhân như thế này người ta phải điều trị hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng mới ổn định được. Nói trên chúng ta phải biết để chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân nhá các em. Năm thứ ba rồi đa khoa thì chúng ta sẽ nhớ là định hướng học dần dần theo như thế chứ cô. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm bất thường về giải phẫu đường tiêu hóa. Dạ. Cái nhóm này là những cái nhóm nó thuộc về các cái bệnh lý bẩm sinh, bệnh lý xuất hiện từ thời kỳ bào thai. Được chưa? Ví dụ như bạn ý bị teo ruột non, bạn ý bị hẹp phì đại môn vị, hoặc là có những bạn không có hậu môn, ruột nó xoay không bình thường, hoặc là có một số những em bé bị tắc ruột phân xu, đặc biệt là mới sinh ra trong một vài ngày mà không đi ngoài, chúng ta phải hết sức chú ý nhé. Trong đó cái bệnh lý hẹp phì đại môn vị là bệnh lý hay gặp cái với nhi khoa. Hẹp phì đại môn vị là gì? Tâm vị là cái chỗ mà nối giữa thực quản và dạ dày, đúng không ạ? Môn vị là chỗ nối giữa gì ạ? Dạ dày và tá tràng. Ừ. Thì bây giờ nó hẹp ở dưới đó, từ trên nào thì thức ăn nó sẽ ứ đọng ở dạ dày, cho nên bé rất dễ bị nôn chớ. Đấy, chúng ta hiểu như thế là được. Rồi, rất vui từ nãy giờ. Cô cứ phải suy nghĩ mãi để sử dụng từ ngữ làm sao để tránh trường hợp sâu quá, thì cô lại cứ linh 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 lớp học cổ truyền dạy cái này hơi căng thẳng một chút. Rồi đa khoa thì tốt rồi. Rồi là cái nhóm tiếp theo là nhóm rối loạn về vận động ruột. Được chưa nào? Thường nó liên quan đến những cái nhóm mà giảm lượng ruột, ví dụ như là tắc ruột đương nhiên rồi, những bạn ấy bị liệt ruột chẳng hạn, ví dụ như là bạn nằm trong cái bệnh cảnh của nhiễm khuẩn huyết hay gì đó. Rồi là nhóm về giãn đại tràng bẩm sinh chúng ta đã học đúng không ạ, thì đều vẫn có thể có triệu chứng của nôn chớ, của nôn. Cái nhóm tiếp theo đó là nhóm về nhiễm trùng. Dạ. Nhiễm trùng thì ở đây chia ra làm hai, đó là nhiễm trùng tại đường tiêu hóa và nhiễm trùng ngoài đường tiêu hóa. Tại đường tiêu hóa thì rất dễ hiểu, đúng không ạ? Ngoài đường tiêu hóa thì chúng ta hình dung như thế này. Ví dụ như là viêm hệ thần kinh thì cô đã giải thích rồi, đúng không ạ? Nó sẽ có trung tâm nôn ở đó, nó sẽ ảnh hưởng là một. Rồi là đường hô hấp với tiêu hóa gì ạ? Thường những em bé bị hô hấp rất hay bị nôn chớ, đúng không ạ? Họng, đúng chưa nào? Rồi là tắc đờm, rãi vân vân, bạn ấy rất hay bị nôn chớ. Rồi viêm thận cũng có thể, hoặc là viêm ở các cơ quan khác, chúng ta hình dung là đặc biệt là những bạn nhỏ, những bạn dưới 2 tuổi, hay đặc biệt là những bạn sơ sinh ấy. Khi bạn ấy có một cái tổn thương viêm ở một cơ quan nào đó, thì thường nó sẽ không khu trú ở cơ quan đấy, nó sẽ lan tỏa, nó sẽ có những cái phản ứng sang cơ quan khác. Ví dụ như đối với những em bé mà dưới 5 tuổi ấy, thì bạn ấy có một cái bệnh lý mà những cái lứa tuổi khác trên 5 tuổi không có, đó là sốt cao co giật đơn thuần. Cô ví dụ nhé. Ví dụ như bạn ấy bị sốt virus chẳng hạn, bạn ấy sốt cao lên 39 40 độ, bạn ấy sẽ cái sốt đấy nó sẽ có cái phản ứng lên não, mặc dù não nó không hề tổn thương nhé, nó sẽ có phản ứng lên não, nó dẫn đến cái tình trạng co giật của em bé. Em bé hết sốt hết co giật cũng không để lại di chứng gì vì nó không có tổn thương ở trên não. Đấy là phản ứng lan tỏa, cũng như là đối với nhi khoa nó sẽ có những cái nó khác người lớn hơn chỗ đấy. Đấy là một trong những cái ví dụ dần dần chúng ta sẽ học dần. Đấy là nhóm nhiễm trùng nhá, em có thể tự viết và giúp cô. Nhóm các bệnh lý các cái tạng thuộc hệ tiêu hóa, ở đây chúng ta nói đến là gì ạ? Các bệnh lý của hệ tiêu hóa, của niêm mạc tiêu hóa, rồi bất thường về giải phẫu đường tiêu hóa. Bây giờ chúng ta sang nhóm bệnh lý của các tạng thuộc hệ tiêu hóa, ví dụ như là gan mật tụy,
đúng không ạ? Ví dụ như là viêm tụy cấp, đúng không ạ? Bệnh nhân bao giờ cũng nôn chứ, đúng không ạ? Rồi là viêm gan, viêm mật, đường mật ý, hoặc là những bạn là tắc mật chẳng hạn, như tắc mật bẩm sinh vân vân, thì tất cả những bạn này đều có triệu chứng của nôn. Đây, đến nhóm tiếp theo. Nhiều không ạ nhé, chúng ta thấy cái nguyên nhân của nôn chớm rất là nhiều. Nha, chúng ta cứ nghe đi đã. Các bệnh lý ngoài đường tiêu hóa. Nội tiết, các bạn sẽ được coli dậy, tăng sản tự động bẩm sinh. Nó sẽ có triệu chứng của nôn chớ, của vàng da, táo bón, của rối lồi, vân vân. Nhóm các bệnh về chuyển hóa. Hiện tại thực tế bây giờ là người ta đã chẩn đoán được một số nhóm bệnh về rối loạn chuyển hóa trên nào. Và thường cái này gửi đi xét nghiệm ngày trước thì cách đây khoảng 5 năm thì gửi đi xét nghiệm ở nước ngoài, nhưng bây giờ ở Việt Nam mình cũng làm được. Và nó nằm trong cái bệnh cảnh của rất nhiều bệnh khác nhau, cái này nó rất là phức tạp thôi nha. Nếu như bạn nào mà muốn học về y khoa thì chúng ta sẽ học. Rồi các bệnh lý về miễn dịch. Có một số những em bé bị dị ứng với sữa công thức, thậm chí có những em bé dị ứng với cả sữa mẹ. Thì khi em bé dị ứng với sữa công thức thì em bé sẽ có những phản ứng khi em bé ăn sữa, ví dụ như là phát ban. Một bạn nào nặng hơn thì là sốc rồi, đúng không ạ? Bạn nào nhẹ thì phát ban, rồi là rối loạn tiêu hóa, nôn chớ, đúng chưa nào? Đấy là nhóm dị ứng nhá. Có những bạn thì ăn sữa công thức thì bạn ấy không dung lạc, nghĩa là không cắt được cái phân tử đường lacto ở trong sữa công thức ra, thì những bạn này cứ ăn sữa công thức là bạn ấy lại bị tiêu chảy, bạn ấy lại bị nôn chớ, bạn ấy bị đầy bụng vân vân và vân vân. Đó là nhóm bệnh lý về miễn dịch nhá, chúng ta nhớ hai cái đó. Rồi các cái bệnh lý về hệ tiết niệu, cái này nó thường liên quan đến cái trường hợp mà có suy thận, có tăng ure, tăng creatinine thì nó sẽ làm cho bệnh nhân có các triệu chứng nôn. Các bệnh lý về thần kinh thì nói rồi. Một số những cái nguyên nhân khác, rồi đối với bài nôn chớ thì cô lại xếp một số nguyên nhân khác, mà cái nguyên nhân này cũng là nguyên nhân rất hay gặp đối với y khoa. Ví dụ những bạn háo ăn, nhiều bạn háo ăn, bạn ăn xong bạn lại nôn ra, rồi ngộ độc thức ăn thì dễ hiểu rồi, đúng không ạ? Nói về tâm lý cái này phải hết sức chú ý này. Ví dụ như là bà mẹ thấy con hàng xóm mụ bẫm ấy, bắt đầu áp lực căng thẳng phải cho con mình ăn nhiều, thế là em bé bình thường em bé ăn một một bát thôi là ok rồi, bây giờ mẹ lại nhồi cho em bé ăn thêm nữa no, và lần sau lại nhồi thêm nữa, thì là em bé no quá em bé sẽ nôn ra, đúng không ạ? Thế thì càng những lần sau ấy nó tạo thành cái vòng phản xạ có điều kiện ấy. Có những bạn bạn chỉ nhìn thấy mẹ bạn đi ngồi bột là bạn đã nôn rồi, được chưa? Đấy là vấn đề về tâm lý, chúng ta phải biết điều đấy để chúng ta sẽ tư vấn nhé. Rồi dừng lại ở cái phần một số nhóm nguyên nhân, nguyên nhân ở đây là đã hết rồi. Thế thì nó có rất nhiều, đúng không ạ? Đây, cô cho các em nhìn lại slide, nó có rất nhiều. Thế thì nếu như khi các em tiếp xúc với một bệnh nhân thì các em sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ không phải đối chiếu, lấy sách ra đối chiếu, à nôn chớ nó có rất nhiều triệu chứng này, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Làm như thế nào thì chỉ có cách là cái gì ạ? Các em hỏi, các em khám tỉ mỉ chính xác, sau đó các em sẽ có những cái triệu chứng nó sẽ định hướng đến các em nó là thuộc nhóm nguyên nhân gì. Các bạn hình dung không ạ? Ví dụ nhé, bệnh nhân có nôn vọt, bệnh nhân có, bạn sờ bệnh nhân thấy có thóp phồng, hoặc là bệnh nhân có cổ cứng, nhân có đau đầu rất nhiều, vân vân, thì đương nhiên là những cái đó mình sẽ phải định hướng đến bệnh của hệ thần kinh, được chưa nào nhá. Hoặc là nếu như mà bệnh nhân có nôn chớ kèm theo các triệu chứng của bệnh lý hô hấp, ví dụ như ho, khó khè, vân vân và vân vân, thì mình lại định hướng đến bệnh đường hô hấp mình tìm, được chưa nào? Có nghĩa là mình sẽ phải định hướng đến một nhóm nguyên nhân nào đó để chúng ta sẽ tìm nhá. Tuy nhiên có những bạn đã bị một lúc vài bệnh thì lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp, đúng không? Đấy là cách chúng ta tiếp cận với lâm sàng.
Thế nào, em cứ ghi, em cứ nhớ thế. Okay, xong rồi. Đến phần tiếp theo thì đó là đến phần biến chứng. Thì chúng ta nhìn lên đây. Bây giờ làm sao nhớ được bằng chứng này? Chỉ có cách rất đơn giản. Triệu chứng thì các em tự 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 đọc nhá. Biến chứng. Thế thì khi mà em bé bị nôn chớ, em bé sẽ bị thức ăn sẽ từ dạ dày ra ngoài, thì đương nhiên thức ăn đấy sẽ không được tiêu hóa mà hấp thu. Thứ hai nữa là gì ạ? Nước và điện giải nó cũng ra ngoài theo. Được chưa nào? Tiếp theo là các cái dịch trong dạ dày nó cũng trào lên qua thực quản và miệng. Cái dịch nó thường là đủ axit, nó sẽ có những ảnh hưởng gì đó. Chúng ta hiểu bản chất như thế thì các bạn suy luận ra hoàn toàn rất dễ dàng. Bệnh nhân có thể mất nước điện giải, đúng không ạ? Nếu như nặng, bệnh nhân có thể bị hạ huyết áp, trụy tim mạch. Nếu như quá trình nôn đấy cứ diễn ra kéo dài, và chúng ta hình dung này, trẻ em nó không giống như người lớn, cái sự cân bằng của trẻ em càng nhỏ càng kém, đúng không nào? Cho nên trong bệnh lý tiêu chảy cấp ấy, bệnh nhân nếu bạn không bù nước điện giải kịp thời thì em bé có thể tử vong một vài giờ sau. Chúng ta hình dung chưa ạ? Thế thì đối với bài nôn chớ thì bạn đi nôn chớ ra nhiều thì bạn ấy sẽ bị mất nước, mất điện giải rất nhiều, bạn không có sự hấp thu, thế nào bạn ấy rất dễ bị trụy tim mạch hoặc hạ huyết áp. Rồi là nó cũng liên quan đến mất nước, mất điện giải, đó là gì? Đái ít, vô niệu, có thể dẫn đến suy thận. Được chưa nào? Rồi tổn thương tại chỗ là cái độ cái axit của dạ dày nó trào ngược ra, nó có thể gây tổn thương thực quản, tổn thương họng. Được chưa nào? Và nếu như cái quá trình đấy nó cứ diễn ra kéo dài mà bạn không điều trị thì cái tổn thương đó nó kéo dài, nó sẽ gây những cái ổ loét của chảy máu. Được chưa nào? Biến chứng xa hơn nữa là gì, bạn không điều trị cứ nôn chớ kéo dài như thế thì em bé sẽ bị suy dinh dưỡng thôi, đấy là điều đương nhiên. Tuy nhiên có một cái hết sức chú ý, đó là khi mà các bạn gặp một bệnh nhân nôn chớ hoặc là mẹ chạy ra bảo con bị nôn chớ thì phản xạ đầu tiên trong đầu mình bao giờ cũng phải nghĩ đến đó là em bé có bị sặc dị vật và đường thở hay không, em hết sức chú ý nhá. Cái này là cái quan trọng mà mình phải để ý đầu tiên. Nếu như bạn nào không không biết thì cứ bảo mẹ thôi vào lau rửa cho con đi, khi đến lúc bác sĩ vào là bệnh nhân tử vong tím ngắt rồi chẳng hạn. Đó là sặc dị vật và đường thở nhá, hội chứng sặc, bạn nhớ chưa? Chúng ta phải xử trí kịp thời cho em bé, cái đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm đầu tiên khi em bé bị nôn, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần điều trị. Điều trị thì đương nhiên sẽ là điều trị theo nguyên nhân, giống như bài táo bón. Chúng ta có một số những chú ý là khi mà em bé bị nôn chớ thì chúng ta sẽ phải làm gì, đúng không ạ? Ví dụ như là bạn ý bị sặc thì các bạn sẽ phải có các thủ thuật, có các nghiệm pháp để gì ạ? Cấp cứu chú sặc cho em bé. Cái này có rất nhiều, các bạn tự xem lại video các thứ nhé, thậm chí là trên VTV1 chúng ta đã nói cái đây khoảng không lâu, đúng không ạ? Chắc là các bạn cũng biết, đó là một số những em bé bị sặc do ăn uống chẳng hạn, do ăn thạch này, một số em bé bị tử vong á. Xong rồi truyền hình giới thiệu về các cái nghiệm pháp để xử trí một bạn sặc vật đường thở rất là rõ ràng rồi, bạn tìm hiểu thêm. Cô không cho vào đây sợ bài dài lắm. Rồi là gì, các bạn nhớ nếu như mà bạn ấy không bị sặc vào đường thở thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ mũi họng. Vì chúng thấy là khi mà một em bé bị nôn chớ, nó không chỉ nôn ra đường miệng đâu, nó nôn cả ra mũi, đúng nào? Thế thì nếu như bạn không rửa sạch mũi miệng cho em bé sau mỗi lần mẹ em bé nôn như thế thì em bé rất dễ có nguy cơ bị viêm, được chưa nào? Và các em chú ý này, cái này tôi nói luôn, khi mà sặc như thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải, nếu mà nó tắc thì chúng ta sẽ phải hút, rồi các bạn dùng nước muối sinh lý các bạn rửa mũi họng nhá. Và gì ạ, chúng ta không được để em bé nằm nghiêng sang một bên, các bạn rửa vào mũi bên này nó chảy sang bên kia, được chưa? Vì tôi thấy bây giờ mọi người vẫn vẫn có những cái thông tin như thế, tính chính lại cho các em. Và nó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao mà tỷ lệ em bé bị viêm tay giữa bây giờ khá cao. À, là do mẹ làm thôi. Đó là gì ạ? Nghiêng bạn đi sang một bên, xong bắt đầu rửa mũi, đúng không ạ? Nó chảy ra mũi bên kia, cảm giác nó rất là sạch sẽ. Nhưng chúng ta phải hình dung là gì? Tai mũi họng nó thông nhau ở cái vòi, đúng không ạ? Vòi tai, ösa đó.
Thì đối với trẻ nhỏ thì đặc biệt là cái đầu vào cái vòi đấy nó đóng không kín, chỉ cần một áp lực rất nhẹ thôi là nó mở ra, đúng nào? Nếu bạn rửa như thế thì rõ ràng là dịch bẩn nó sẽ lên tai, em bé bị viêm tay giữa, điều rất dễ hiểu. Bạn để em bé nằm nghiêng này này, đúng ạ? Chúng ta có xem không? Chắc là có đúng không nhá. Và kể cả như các bạn thử nghiệm đi, các bạn chỉ cần xì mũi, mình xì mũi mạnh là mình đã giảm thiểu ù tai rồi, đúng nào? Đó, thế thì khi mà em bé bị viêm mũi thì đừng có bảo bạn đi xì mũi, được chưa? Xì mũi nó sẽ đẩy ngược lên đó. Thứ hai đó là cái cách mà mình vệ sinh, mình để em bé nghiêng thế này thì bạn sẽ đẩy luôn cả cái vi khuẩn các chất bẩn lên tai, được chưa nào? Thế thì vệ sinh cho bạn ấy thì bảo bạn bạn ấy ngửa, những bạn nhỏ nhá, ngửa tối đa như vậy và các bạn nhỏ mũi cho bạn ấy nuốt xuống, được chưa nào? Còn bạn lớn hay người lớn như các bạn ấy, các bạn mà rửa xoang bạn thấy là gì? Cho cúi xuống, ngồi cúi xuống mà các bạn sẽ rửa, nó sẽ tự chảy ra, nhớ chưa? Chứ không được nghiêng nhá. Cái này cơ chế rất dễ hiểu thôi, và đấy toàn cái tuyên truyền cho đó. Hiện tại tôi không nhá, đính chính lại một chút cho em, mình không có sự nhận xét hay có sự gì đấy, nhưng mà có những cái chúng ta sẽ phải nhớ, vì đa khoa cô sẽ nói là của chuyến nói đó. Tiếp theo đó là bạn bú nước và điện giải. Nếu như mà em bé có mất nước và điện giải, ví dụ như mất nước ở mức độ nhẹ thôi, thì bạn sẽ bù nước về điện giải bằng đường uống. Ví dụ như các bạn sẽ cho em bé uống Orezon chẳng hạn, được chưa nào? Những bạn mất nước nặng ấy, rối loạn về điện giải, tan kiềm ấy, thì bây giờ bạn sẽ phải chuyển dịch, hoặc thậm chí là bạn sẽ phải bổ sung natri riêng, kali riêng để điều trị cho nguyên nhân, mà chữa các bệnh do nguyên nhân. Viêm đường hấp thì chữa viêm đường hấp, nay chúng ta sẽ học dần nhé. Viêm não thì chữa viêm ruột cũng thế, điều chỉnh về chế độ ăn, ví dụ như là em bé ăn giữ công thức mà em bé không tiêu hóa, không dung nạp được cái đường lacto đấy, thì những bạn mà ví dụ như dưới 6 tháng mà cần phải bú sữa mẹ hoàn toàn, mẹ không có sữa mà phải sử dụng sữa công thức ấy, thì người ta cũng có những cái sản phẩm sữa free lacto hay là sữa thủy phân đấy, người ta đã cắt cái phân tử đường lacto rồi thì cho em bé sử dụng sữa đấy. Đấy nó cũng khá là đắt tiền. Còn nếu những cái bạn mà trên 6 tháng bạn ấy ăn bổ sung rồi thì cũng không cần thiết. Rồi là cho điều trị về tâm lý này, đã hiểu rồi không ạ? Điều trị về rối loạn hệ thần kinh thực vật, cái này thường gặp ở những bạn nhỏ, cũng là những cái bạn dưới 6 tháng ấy, dưới 1 năm ấy, thì cái này bệnh nhân sẽ ổn định dần khi mà bạn ấy hoàn chỉnh về 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 cấu trúc, về giải phẫu, về chức năng của các cơ quan thì bạn cũng sẽ hết thôi. Bằng cách bạn sẽ tư vấn cho mẹ cháu là gì ạ? Cho ăn vừa phải thôi, đừng có cho con ăn no quá. Sau mỗi bữa ăn thì bế bạn lên và xoa vũ nhẹ lưng cho bạn đẩy hơi ra. Đây là một số những cái loại thuốc mà hiện nay vẫn đang sử dụng để điều trị về triệu chứng trên lâm sàng, chúng tôi vẫn điều trị. Thì các bạn nhớ cho cô hai cái thuốc đầu tiên, nó là thuốc ví dụ như là atropine này, những cái này là hai cái thuốc đầu tiên, là những cái phải chỉ được sử dụng ở các cái cơ sở y tế nhé, em nhớ nhé, không 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 kê đơn về cho bệnh nhân. Ví dụ như atropine chúng tôi chỉ sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân có sự co thắt đại trực tràng đau dữ dội, quằn quại không chịu được, thì lúc đấy mình sẽ sử dụng atropine. Được chưa? Cái này bệnh nhân qua tiêu hóa thỉnh thoảng. Rồi là nhóm Gardena, nó là nhóm an thần kinh để dạ, để nó giảm cái phản xạ nôn, nhưng mà thực tế cái này rất ít dùng. Bạn nhớ cho cô hai cái dưới. Cái Debridat này nó có tác dụng là gì? Nó có tác dụng điều hòa lại nhu động ruột, và cái này sử dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có tăng nhu động ruột, và nó thường nằm trong cái bệnh lý mà em bé có nôn chớ trong các bệnh lý về tiêu hóa. Được chưa? Ví dụ như nôn nhiều trong bệnh lý về tiêu chảy cấp chẳng hạn, vân, thì cái Debridat này được sử dụng. Còn thông thường một những cái bạn nôn vì nó là triệu chứng của bệnh lý khác, ví dụ nôn nhiều do bạn ấy bị viêm đường hô hấp, hoặc là bạn ấy bị rồi bạn bị cúm A nhưng bạn ấy kèm theo viêm mũi vân vân chẳng hạn, thì các bạn sử dụng Motilium nhé. Cái này nó là một cái thuốc chống nôn cũng khá hiệu quả.
và hay sử dụng thì cho trẻ trẻ nhỏ. Rồi, bài nôn chớ thì kết thúc tại đây. Bạn nào có hỏi gì không? Rồi, các bạn có câu hỏi gì không ạ? Có khó quá không? Chắc tạm thời chưa nghĩ được ra hỏi gì của cần phải về chắc phải đọc thêm rồi. Đúng rồi. Làm sao mà hỏi được đúng không ạ? Em nhớ nhá, em đối với bài nôn chớ này. Nó cô đã nói ngay từ đầu bài nôn chớ với bài táo bón là triệu chứng của rất nhiều bệnh lý khác nhau. Đặc biệt là bài nôn chớ, mặc dù là bệnh của nó rất là phức tạp nhưng vẫn phải đưa ra vì nó là triệu chứng rất hay gặp ở nhi khoa. Nếu không đưa ra thì lúc các bạn gặp một em bé nôn chớ các bạn sẽ bị lúng túng hoặc là các bạn sẽ bị chủ quan. Được chưa nào? Có những nôn chớ do các cái bệnh lý của hệ thần kinh nó rất là nguy hiểm, hoặc là ví dụ như kể cả táo bón mà nó táo bón từ sớm sau khi sinh, táo bón thì ít ta mình phải nghĩ đến à cô đã dạy mình làm gì ạ. Một trong những cái nguyên nhân có thể là do bệnh dạ dày tràng bẩm sinh, mà lúc đây chúng ta phải tư vấn bệnh nhân đi khám điều trị cho em bé càng sớm càng tốt. Nó có ý nghĩa là ở chỗ đó, cho nên các bạn sẽ phải lặp lại giúp cô về các nhóm nguyên nhân của hai bệnh đó nhá. Đọc sơ bộ thôi chứ đừng có đọc kỹ. Ví dụ như là trong cái bệnh lý đường tiêu hóa này nó có rất nhiều bệnh như thế này, mà các bạn chỉ cần đọc vào một bệnh thôi là các bạn đã bị rối vì kiến thức của nó rất nhiều, được chưa nào? Cho nên đối với mục tiêu của các bạn, đối với hai bệnh này chúng ta sẽ đứng ở ngoài, chúng ta nhìn vào để định hướng nó là nhóm nào thôi, được chưa nào? Đó là mục tiêu. Và cái cuối cùng đối với nôn chớ là các bạn phải nắm được các biến chứng, xử lý được một số cái ví dụ biến chứng của mất nước và điện giải cũng ra mà mình chưa chuyển đến cơ sở y tế thì mình cũng phải biết là à cho bạn uống Orezon đúng không ạ, và mình biết được thuốc chống nôn bây giờ hay sử dụng đối với trẻ em là cái gì, ít nhất phải biết được một cái đó là Motilum như thế nào, thuốc điều trị triệu chứng thì thôi. Rồi chúng ta còn một bài nữa, đó là bài suy dinh dưỡng. Bây giờ cô hỏi ý kiến lớp là có học luôn để nghỉ không hay là chúng ta sẽ nghỉ để lao. Thôi mình học luôn đi cậu, cũng suy Nhá, dinh em có bị căng thẳng quá không? học luôn đi cô. Rồi, thế thì chúng ta sẽ học luôn và các bạn sẽ nghỉ sớm nhé. Suy dinh dưỡng. Bây giờ lại dở tiếp bài suy dinh dưỡng ra. Bạn nào biết bức tranh này không? Bức tranh này là bức tranh nổi tiếng được chụp thể hiện là em bé thì dinh dưỡng đến mức cái con kền kề nó còn đang rình để chuẩn bị ăn thịt rồi. Là em bé sắp sắp ra đi ấy, thì cái con chim này nó chờ để chuẩn bị để ăn thịt sắp xếp thôi. Bạn này nghĩ là bạn bị suy dinh dưỡng nặng lắm đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu một bài này. Đây là mục tiêu, em đọc đi. Mình sẽ phải nắm được cái gì trong bài này. Bạn sẽ phải định nghĩa được, bạn sẽ phải hiểu được bản chất của suy dinh dưỡng nó là cái gì. Được chưa nào? Và nguyên nhân của suy dinh dưỡng là gì? Đấy. Hai bài trước chúng ta sẽ làm bài tổng quan, đó là triệu chứng của các bệnh lý khác nhau. Bài này của các bạn là bài bệnh riêng, suy dinh dưỡng. Đương nhiên nó sẽ có các nhóm nguyên nhân. Mục tiêu quan trọng nhất của bài đó là các bạn phân loại được suy dinh dưỡng.
Em sẽ phân loại được dinh dưỡng theo cách phân loại. Mục tiêu thứ ba là các em sẽ phải nắm được triệu chứng chính của hai cái thể suy dinh dưỡng nặng, đó là thể malabsorption và kwashiorkor, hay là thể teo đét, là thể có phù, hai cái thể của suy dinh dưỡng nặng nhé. Thứ tư đó là các bạn sẽ điều trị được suy dinh dưỡng nhẹ và phòng bệnh. Chúng ta chú ý này, với bài này mục tiêu của em là điều trị suy dinh dưỡng nhẹ. Điều trị suy dinh dưỡng nhẹ là điều trị bằng chỉnh cân bằng lại chế độ ăn, tư vấn về chế độ ăn cho bệnh nhân thôi. Chúng ta không điều trị suy dinh dưỡng nặng, vì điều trị suy dinh dưỡng nặng đến bản thân cô thì nó nằm trong sau đại học, nằm trong chương trình học cao học ấy. Chúng ta sẽ học suy dinh dưỡng nặng. Hoặc là mai kia các bạn I6, các bạn đã đi lên như trung ương, các bạn có khoa dinh dưỡng ấy, thì chúng ta sẽ học về lâm sàng, về điều trị một số cái nguyên nhân về suy dinh dưỡng nặng. Thường những bạn suy dinh dưỡng nặng là những cái bạn liên quan đến các cái bệnh ví dụ như là rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý bẩm sinh ví dụ như là hội chứng ruột ngắn, hội chứng ruột phẳng, vân vân, nó rất là phức tạp nhé. Thế cho nên các bạn nhớ là đối với bài này và đối tượng I3 của các em là các em sẽ dừng lại ở điều trị suy dinh dưỡng nhẹ như thế nào. Nên nếu những bạn nào mà đọc tài liệu thì đừng có ham hố quá sang cái phần suy dinh dưỡng nhẹ nặng nhá, em sẽ bị rối mất. Đây là cái này người ta gọi là ô vuông thức ăn. Nếu như các bạn có nghe thấy ở đâu đó hoặc đọc tài liệu thấy là gì, tô màu bát bột theo ô vuông thức ăn, thì mình cũng phải hiểu là gì. À, có nghĩa là nấu một bát bột nó phải đầy đủ tất cả các cái nhóm chất dinh dưỡng trong ô vuông thức ăn. Thực ra ô vuông thức ăn nó là gì ạ? Thể hiện các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là nhóm gì đây? Nhóm cung cấp năng lượng, đó là nhóm gì ạ? Carbon hydrate, đúng không ạ? Chủ yếu bởi gì ạ? Các cái chất tinh bột, đường, đúng không ạ? Nhóm tiếp theo cung cấp năng lượng tiếp theo đó là nhóm lipid. Các bạn thấy những bạn nào mà suy dinh dưỡng thì bạn ấy sẽ mất lớp mỡ dưới da trước. Đương nhiên là bạn ấy sẽ sử dụng đường trước, sau đó để đến lipid, đúng không ạ? Có thực vật và động vật. Nhóm protein cũng có động vật và thực vật, đúng không ạ? Nhóm vitamin và muối khoáng. Giờ đây là ví dụ thôi, nó có cả vitamin, muối khoáng, trong đó nó có canxi, phosphor, vân vân và vân vân. Đó. Thế thì làm gì thì làm. Nấu được một bát bột làm sao mà nó đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng như thế này. Ví dụ có bột, có trứng, hoặc có thịt, có dầu, có mỡ động vật và có dầu thực vật và có rau củ đấy, ví dụ lúc nào là như thế rồi. Nó có nó sẽ sâu một chút đi chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ đi vào định nghĩa, thì các bạn sẽ thấy là suy dinh dưỡng là gì, là tình trạng cơ thể thiếu toàn bộ các chất dinh dưỡng trong cái nhóm chất dinh dưỡng này, trong ô vuông thức ăn này, đúng không ạ? Các bạn cứ đọc mà xem. Suy dinh dưỡng là tình trạng cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng. Năng lượng là gì? Nhóm carbon hydrate, nhóm lipid. Được chưa nào? Các chất đạm, dạ, protein và các yếu tố vi lượng, vitamin và muối khoáng. Đó. Thế có nghĩa là suy dinh dưỡng là cơ thể không cung cấp đủ toàn bộ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể phát triển một cách bình thường nhất, thì người ta gọi là suy dinh dưỡng. Được chưa nào? Có nghĩa là em bé sẽ thiếu toàn bộ các cái nhóm chất dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo cho cơ thể phát triển bình thường thì gọi là suy dinh dưỡng. Thế thôi. Sang đến năm sau các bạn học nhi khoa 1 thì các bạn sẽ có bài còi xương. Cô sẽ nói luôn về hai cái này, chúng ta rất hay bị nhầm. Chúng ta sẽ phân biệt còi xương ở chỗ nào? Còi xương là bệnh lý của xương và em bé thiếu canxi, thiếu phosphor, thì nó sẽ thuộc cái nhóm vitamin và muối khoáng này đó. Thế thì còi xương là gì? Là em bé chỉ thiếu mỗi cái nhóm vitamin và muối khoáng thôi. Người ta tách riêng hai bệnh này ra thì thực tế là có những bạn bạn chỉ bị còi xương thôi, thì bạn ấy thuộc cái nhóm dưới này,
Được chưa? Tuy nhiên, khi nói đến suy dinh dưỡng, em nhớ nhé, một em bé suy dưỡng bao giờ cũng có còi xương, đúng không ạ? Bởi vì suy dưỡng là nó thiếu toàn bộ các nhóm chất dinh dưỡng, trong đó có cả nhóm vitamin và khoáng khoáng. Hình dung lúc na để mình phân biệt giữa còi xương và suy dinh dưỡng chị ạ. Nhá. Một em bị suy dinh dưỡng thì chắc chắn em đó có còi xương. Còn một em còi xương thì chưa chắc đã thuộc về bệnh lý suy dinh dưỡng. Đó. Rồi đến năm sau chúng ta sẽ học còi xương và cô sẽ nhắc lại một lần nữa. Đấy là phần định nghĩa về suy dinh dưỡng nha. Hiểu chưa? Là thiếu toàn bộ các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể. Đó. Có nhóm cung cấp năng lượng, đường, lipid, có nhóm protein, có nhóm vitamin và muối khoáng. Đúng chưa nào? Đó. Về nguyên nhân của suy dinh dưỡng thì chúng ta sẽ nhìn lên đây. Ở đây cái nhóm đầu tiên đó là nhóm sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng. Ở đây cô cố tình cô phải viết cái từ như thế này cho nó chính xác. Và nếu như cô nói về chế độ ăn hoặc về ăn uống thì các bạn lại nhầm với cái trường hợp mà bị thức ăn bẩn này vân vân. Nó chỉ là một phần trong cái nhóm sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng thôi. Được chưa ạ? Nguyên nhân thứ hai là nhiễm khuẩn và thứ ba là các yếu tố nguy cơ. Các bạn nhớ là trong hầu hết tất cả các bệnh lý luôn luôn có yếu tố nguy cơ, và từng bệnh lý khác nhau thì chúng ta sẽ tập trung vào những yếu tố nguy cơ nào quan trọng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần một này. Sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng thì nó có thể có những cái gì đây, các bạn nhìn đây. Thứ nhất, ở lứa tuổi mà bạn ấy phải bú sữa mẹ hoàn toàn thì ít nhất là trong 4 tháng đầu tiên. Được chưa nào? Ví dụ như mẹ không có sữa, mẹ ít sữa, hoặc là gì? Sai lầm nó là gì? Rất nhiều những bà gì, hoặc là thậm chí là những ông chồng nói là sữa không tốt, nhìn vào mẹ trong nhận xét là chắc là sữa chua không tốt, phải ăn sữa công thức không cho bố mẹ nữa. Đấy là một phương pháp về nuôi dưỡng rất là sai lầm. Được chưa nào? Rồi là gì? Khi em bé mới sinh ra mà mẹ chưa kịp tiết sữa, 1-2 ngày đầu bạn phải cho em bé bú nhiều để nó tăng tiết sữa, đúng không ạ? Thì lại gì? Cho em bé uống bằng nước đường, đặc biệt cái vùng sâu vùng xa ấy, hoặc là uống nước cơm ấy, nấu cơm xong lấy cái nước đó. Đó, hiện tại bây giờ vẫn còn. Đấy là một trong những cái sai lầm phương pháp nuôi dưỡng. Hoặc là gì ạ? Không biết cho em bé ăn dặm đúng cách. Đến cái lứa tuổi bắt đầu ăn dặm rồi, ví dụ như là gì, thời gian bắt đầu cho ăn dặm không đúng. Người ta nói là gì ạ? Khi mà em bé 4 đến 6 tháng thì bắt đầu mới cho ăn dặm. Ăn dặm mới là hay là ăn sam ấy, hay là ăn những cái thức ăn ngoài sữa mẹ đấy. Được chưa? Thì cho ăn dặm quá sớm, trước 3 tháng mà cho ăn dặm rồi thì em bé rất dễ bị rối loạn tiêu hóa. Bởi vì cái enzyme mà bắt đầu hoạt động đầu tiên đó là amylase, nó bắt đầu có hoạt động yếu khi mà em bé ở 4 tháng tuổi. Còn trước đấy thì hầu hết các enzyme của đường tiêu hóa nó chưa hoạt động. Cho nên nếu như trước 3 tháng mà bạn cho em bé ăn dặm thì em bé sẽ bị rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Đó. Rồi là khi mà cho ăn dặm không hợp lý, ví dụ như là gì? Mẹ toàn ninh lên để lấy nước cho con mấy bột thôi, ví dụ như là ninh xương. Con chim bồ câu thì cũng ninh lên lấy nước, hoặc là rau cũng ninh lên lấy nước. Được chưa? Đấy là các cái sai lầm về phương pháp nuôi dưỡng. Rồi là cái kiêng khem nữa. Bây giờ hiện tại bây giờ ví dụ trẻ ốm, trẻ bị tiêu chảy chẳng hạn, thì kiêng là gì ạ? Chỉ cho ăn nước cháo thôi, không có protein hoặc là không có dầu mỡ. Rồi cái chế độ kiêng khem không biết cách cho trẻ ăn, đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng. Chưa? Em nhớ nha, ghi vào giúp cô. Vân vân. Còn ngoài cái khác nữa thì đặt. Bây giờ các bạn nhìn lên đây, cái nhóm tiếp theo đó là nhóm nhiễm khuẩn. Thì người ta thấy là gì? Suy dinh dưỡng và nhiễm khuẩn nó là một vòng luẩn quẩn. Em cứ biết thế là được, đúng không ạ? Ví dụ những em bé bị bệnh lý nhiễm khuẩn, cô nói ví dụ gần nhất đó là bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp, vân vân, các cơ quan khác, thì những em bé đấy có nguy cơ rất cao trở thành bệnh lý suy dinh dưỡng nếu như không biết chăm sóc, không biết cho ăn hợp lý sau trong quá trình em bé bị ốm hoặc sau khi bị ốm, thì nó cũng sẽ làm cái việc
hậu quả về sau là em bé bị suy dinh dưỡng. Cho nên người ta nói là nhiễm khuẩn với suy dinh dưỡng nó là một vòng luẩn quẩn với nhau. Hoặc là những cái bạn mà suy dinh dưỡng nặng thì hệ miễn dịch của bạn rất là kém, cho nên bạn rất dễ bị bệnh lý nhiễm khuẩn. Mà khi bị thì thường sẽ nặng. Được chưa nào? Nó lại một vòng lặp của suy dinh dưỡng và nhiễm khuẩn. Đó. Sang đến phần yếu tố nguy cơ thì các bạn thấy đối với bài suy dinh dưỡng thì yếu tố nguy cơ đó là gì? Bạn non, bạn trẻ nhẹ cân, thấp cân. Những bạn suy dinh dưỡng bào thai là những bạn mà khi sinh ra mà cân nặng dưới 2,5 cân thì người ta gọi là suy dinh dưỡng bào thai. Các bạn ghi cái mốc vào cho tôi nhé. Vì đa khoa các bạn sẽ học xuyên suốt quá trình đấy. Được chưa nào? Dưới 2,5 cân thì người ta gọi là suy dinh dưỡng bào thai. Rồi là những cái bạn mà mắc các dị tật bẩm sinh ấy, xếp môi hở hàm ếch. Được chưa nào? Những em bé xếp môi hở hàm ếch thì những em bé đấy ăn uống khó khăn, rất hay bị nôn chớ. Thứ hai nữa là bạn ấy luôn luôn kèm theo các bệnh lý khác, ví dụ như tim bẩm sinh. Và người ta thấy là những em bé bị tim bẩm sinh bao giờ phát triển về thể chất cũng kém hơn những bạn khác bình thường khác cùng trang lứa, chưa nói đến phát triển tinh thần nhé. Được chưa ạ? Rồi, kinh tế khó khăn, gia đình đông con, dịch vụ y tế kém, cái này thì dễ hiểu rồi. Đây là sinh lý bệnh của suy dinh dưỡng thì các bạn sẽ nhìn qua giúp tôi để chúng ta sẽ hiểu được tại sao bệnh nhân lại có những cái triệu chứng như thế này, tại sao lại triệu chứng như thế kia, vân. Ví dụ như tại sao lại gầy đét, da bọc xương đúng không ạ? Nó phải huy động năng lượng, huy động năng lượng ở mỡ dưới da. Rồi là tại sao mà bệnh nhân lại có triệu chứng phù? Phù bởi vì là gì? Giảm protein máu, đặc biệt là giảm albumin máu, được chưa ạ? Rồi tại sao lại có toan chuyển hóa khi mà nó ảnh hưởng đến chức năng thận, vân. Đây, chúng ta sẽ sơ bộ hiểu như thế, chúng ta không nên gọi là kỹ quá nha. Sau các em ạ, cái phần cơ chế rất nhiều bạn học đó là gì ạ? Cứ đi sâu vào phần cơ chế, phần sinh lý bệnh, nhớ cái đấy thuộc lào lào ra, nhưng sang cái phần triệu chứng hoặc phần cận lâm sàng thì các bạn lại nắm không chắc, nên các bạn nhớ cho cô là tập trung vào cái gì chính. Cái phần sinh lý bệnh các bạn đọc các bạn hiểu thôi. Sang đến phần quan trọng nhất của bài đó là phần phân loại về suy dinh dưỡng. Thì ở đây sẽ giới thiệu cho các em 4 cách phân loại. Được chưa ạ? Cách phân loại đầu tiên đó là phân loại theo gồm. Cái phân loại này là cái phân loại dễ nhất và thường áp dụng trên lâm sàng nhiều nhất. Được chưa? Các bạn sẽ có cái bảng cân nặng tiêu chuẩn theo từng lứa tuổi. Cái này rất nhiều các bạn tìm ở đâu cũng ra. Ví dụ như là 1 tháng tuổi cân nặng trung bình là bao nhiêu, 2 tháng bao nhiêu, vân vân và vân, 1 tuổi, 2 tuổi cân nặng trung bình là bao nhiêu. Các em biết đúng không ạ? Đó. Có nghĩa là người ta sẽ nghiên cứu trên một quần thể các em bé theo các lứa tuổi khác nhau, cho phát triển trong môi trường thuận lợi tương đương nhau, và người ta lấy ra được cân nặng trung bình theo từng lứa tuổi, theo từng tháng, từng năm. Chẳng người ta sẽ ra một cái bảng. Đó. Cái này các bạn lên trên mạng cũng có, và các khoa phòng cũng có rất nhiều. Đó. Thế thì khi mà mình có cái cân nặng tiêu chuẩn theo lứa tuổi rồi, mình sẽ so sánh với cân nặng của bệnh nhân. Các bạn sẽ lấy cân nặng của bệnh nhân, các bạn chia cho cân nặng chuẩn theo lứa tuổi cùng cái lứa tuổi của em bé đấy. Ví dụ như em bé đấy 9 tháng thì so sánh với cân nặng chuẩn của 9 tháng. Được chưa ạ? Đó. Hoặc nếu không các bạn có thể tính nhầm cân nặng cũng được. Người ta có công thức tính cân nặng, công thức tính chiều cao nha, tự tìm hiểu cho cô. Ví dụ như công thức tính cân nặng của bạn trên 1 tuổi đó là 9 cộng với 1,5 n trừ 1, n là số tuổi tính theo năm chẳng hạn. Hoặc là những bạn mà dưới 1 tuổi thì mình tính như thế nào? Ví dụ đẻ ra 3 cân thì trong 1 năm đầu tiên thì bạn ấy sẽ tăng gấp 3 lần cái cân nặng lúc sinh của bạn ấy. Được chưa? 6 tháng thì tăng gấp đôi, 1 năm thì tăng gấp 3, vân 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 vân. Đó. Người ta sẽ có 3 độ suy dinh dưỡng, độ 1, độ 2, độ 3, dựa vào cái trọng lượng nó còn bao nhiêu phần trăm. Bây giờ tôi sẽ cho các em một ví dụ cho em dễ hình dung. Một bạn 12 tháng thì cân nặng
chuẩn trung bình của bạn ý nó sẽ dao động từ khoảng 9 đến 12 cân. Trung bình người ta lấy là 10 cân. Được chưa nào? 12 tháng nặng 10 cân nhé, tôi cứ cho cái số đấy cho các em dễ tính. Thì bệnh nhân của các em 12 tháng nặng 9 kg. Thì theo cái phân loại này thì các em phân loại giúp cô là em bé đấy có suy dinh dưỡng hay không? Các bạn mở mic ra trả lời nhé. 12 tháng nặng 9 kg. Nếu như theo cái phân loại này bạn lấy 9 chia cho 10 cộng với 100% là ra bao nhiêu phần trăm ạ? Bao nhiêu phần trăm các bạn trả lời vào trong mục chat cho cô xem là bao nhiêu bạn trả lời đúng không? Và bạn đấy có suy dinh dưỡng hay không? Mười hai tháng nặng 9 kg, 90% ạ. Ừ, Không thì không bạn bị đấy suy dinh có dưỡng đâu. không, đúng rồi, rất tốt. Bạn thứ hai 12 tháng nặng 7,5 kg. Có suy dinh dưỡng không ạ? Có khi nhiễm độ một Có ạ. suy dinh dưỡng một. Bạn thứ ba 12 tháng nặng 5 kg. Suy dinh dưỡng độ 3 rồi. Suy dinh dưỡng 3, rồi, rất tốt. Là chúng ta đã hiểu được cái phân loại này rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phân loại tiếp theo. Cái này phân loại này rất dễ áp dụng, các bạn hoàn toàn tính nhẩm được khi các bạn làm lâm sàng nhá. Phân loại theo Wellcome, chúng ta nhìn thấy có thêm chỉ số gì ở đây? Các bạn ngoài thấy cân nặng trên cân nặng chuẩn như phân loại theo gồm đầu tiên thì người ta sẽ kết hợp khám triệu chứng phù. Cái này các em đã học khám triệu chứng phù chưa? Dạ chưa cô ạ, chỉ được giới thiệu, tức là thì một số môn sẽ nói qua thôi ạ. Môn nào đấy các em sẽ lại phải được học khám rồi chứ đúng không? Môn thì chỉ mỗi môn, các môn học được, tức là sẽ có giới thiệu qua thôi, chứ còn khám kỹ thì chưa. Không, ý cô là về ví dụ như là nguyên tắc khám này nó như thế nào ấy, hình dung không, chứ cô không hỏi là ví dụ như là phù của bệnh này nó như thế nào, phù bệnh kia nó như thế nào, mà nguyên tắc khi mà mình khám phù thì mình sẽ phải làm như thế nào. Cái này cô sẽ phải hỏi đấy nhé, thì cô sẽ hướng dẫn cho các em cái cách chúng ta sẽ khám lâm sàng từ đầu cho nó chuẩn chỉnh. Khi chúng ta khám phù thì chúng ta sẽ khám nguyên tắc là như thế nào? Bạn nào trả lời giúp cô nào? Bạn lớp trưởng trả lời được không? Lớp trưởng không trả lời được, lớp trưởng chỉ bạn khác cho cô xem. Lớp đa khoa là các bạn học các cái môn nội ngoại sản nhi này, các em phải học chỉnh chu đấy nhá, đặc biệt là cái giai đoạn năm I3 này là năm rất là quan trọng, các em gọi là năm bản đề đấy, các em phải học cẩn thận. Các khám phù thì đầu tiên là mình sẽ quan sát Cái nguyên tắc vùng chúng ta sẽ khám ở đâu? nguyên tắc thì khám ở các vùng, khám ngoài ra là khám ở các vùng có trên nền xương như là Rồi, mặt nguyên trước tắc trong khám xương là chày, cái vùng có nền xương cứng đúng không? dạ vâng, mắt Rồi. cá chân, xương cùng vùng trán ạ. Thì khi Rồi. mà mình ấn xuống thì sau khi nhấc ngón tay ra sẽ để lại một vết Nhất lõm là và khi mình khám thì vị trí của người bác sĩ sẽ đứng ở đâu? Trước tiên mình phải biết mình đứng ở đâu và mình khám chứ đúng không? Bây giờ các bạn
học các bạn làm ơn các bạn hình dung cho cô, bây giờ các em không phải là người đang đọc sách để hiểu nữa mà các em phải hình dung các em là người bác sĩ, kể cả các bạn đọc sách các bạn phải kết nối kiểu như thế cho cô, học cách kiểu như thế nhá, để mai kia các bạn áp dụng từ sách và lâm sàng các bạn không bị bỡ ngỡ, và nhiều bạn sẽ không áp dụng được nếu như các bạn không đặt vị trí của mình là bác sĩ lâm sàng để các bạn học theo cái hướng đấy, xong mai kia là toàn sang ra bác sĩ giấy hết cả rồi. Chúng ta sẽ đứng ở đâu của bệnh nhân? Cô ví dụ nhé, em ấn khám của trên mặt đúng không ạ? Em ấn ở trán đúng không? Thì em sẽ đứng ở đâu? Trước mặt đối diện bệnh nhân ạ. À? Đứng đối diện bệnh nhân ạ. Đối diện bệnh nhân đúng không? Bây giờ nguyên tắc là mình sẽ phải nhìn được cái độ lõm đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Không. Thì các bạn đứng trực diện này các bạn nhìn dễ hơn hay các bạn đứng nghiêng các bạn nhìn dễ hơn? Đứng nghiêng thì dễ hơn. Thì chưa? Có nghĩa là nhá, cô không nói đúng hay sai mà cô đang hướng dẫn cho các em cách các em tiếp cận với lâm sàng khi các bạn khám như thế nào cho chuẩn, được chưa? Y3 là phải chuẩn đến lúc mình là bác sĩ đỉnh giỏi rồi thì mình có thể bỏ qua giai đoạn nọ, giai đoạn kia được. Nếu như các bạn đi lâm sàng các bạn thấy bác sĩ khám à, sao lại không đúng quy chuẩn, sao bỏ cái nọ cái kia, nhưng thực ra người ta đã nhìn được rồi, mình chưa nhìn được thôi. Nói chung là người ta đã nhận định được đến 90-100% rồi. Còn mình đang còn non nớt thì mình phải làm rất rất tỉ mỉ, sau đó mình giỏi được. Như nào? Từ cái chỗ mà bác sĩ đứng ở vị trí nào, để chúng ta quan sát cho rõ ánh sáng như thế nào. Được chưa ạ? Bạn phải đứng nghiêng thì bạn mới nhìn rõ cái độ lõm chứ. Đúng không ạ? Rồi sau đó làm gì? Làm như thế nào? Mô tả cho cô xem nào. Ví dụ như là chán đi, chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ lấy mình sẽ dùng ngón tay ấn vào cái vùng xương trán và mình vùng trán bệnh nhân, sau đó khi mình sẽ nhấc ngón tay ra thì sau đó mình sẽ quan sát cái vết lõm và có bờ hơi cao do cái nước cái dịch phủ ấy, nó dạ bằng lõm lại, thì tức là vết lõm đấy lâu mới đầy trở lại, thì cần lõm là được rồi, không cần phải lâu. Đối với phù người ta cũng ít người ta đánh giá trở lại khoảng bình thường bao lâu, cái này nó khác. Ví dụ như khám nếp kéo da hay là khám độ đàn hồi thì nó khác. Ấn trong vòng bao lâu? 1 phút, 2 phút hay 1 giây, 2 giây? Ấn từ 3 đến 5 giây ạ. Ừ, 3 đến 5 giây rồi, sau đó bỏ tay ra và làm gì? Quan sát. Như Đức nói là đang quan sát đúng không? Trước khi mình quan sát mình phải làm gì nữa? Tức thì em cứ sờ sờ trên trán này. Trong những cái trường hợp mà phù nhẹ, các bạn bỏ tay ra nhiều khi lại còn đứng thẳng bệnh nhân đấy, nhiều khi chẳng nhìn thấy đâu. Nhá, chúng ta phải làm gì ạ? Có nghe các bạn phải khám đầy đủ bước giúp tôi, đừng có ăn bớt bước nào cả. Kể cả các thầy cô dạy là cái môn cơ sở ấy, chắc chắn có môn nào đó phải dạy về cách khám các thứ rồi. Lấy cái tay này miết qua cái vị trí em ấn ấy, xem nó có lõm hay không, được chưa? Cảm nhận xong nó bỏ tay ra và quan sát, được chưa? Trong những trường hợp phù nhẹ thì chúng ta sẽ nhìn được, sẽ khám được bằng cách bạn cảm nhận bằng tay. Rồi thôi quay lại bài nhá, đây là hướng dẫn cho các em để các em sẽ có cái cách học tương tự như vậy đối với các triệu chứng khác, khám các triệu chứng khác và hết sức là cẩn thận, luôn luôn suy nghĩ so sánh đánh giá một triệu chứng chung với toàn bộ cơ thể, chứ không như thầy bói xem voi, mình xem so sánh xem triệu chứng như này có đúng với các triệu chứng khác liên quan hay không, nó có gì không đúng sai sai hay không, vân vân, được chưa nào? Trong đầu luôn luôn phải suy nghĩ nhá. Vì chúng ta vào ngành y là chúng ta khám mạo hiểm đấy, cho nên là đặc biệt là nhi khoa nữa, cho nên là tôi luôn dặn các em phải cẩn thận. Các bạn y học cổ truyền thì cô không yêu cầu khắt khe lắm, vì là bệnh nhân của các bạn nó sẽ không có cái độ cấp tính như chúng ta. Ở đây các bạn sẽ có so sánh cân nặng trên cân nặng chuẩn như cái phân loại theo gồm vừa rồi, sau đó các bạn sẽ khám triệu chứng phù trên bệnh nhân đó để chúng ta sẽ đánh giá có phù hay không. Bây giờ tình huống là bệnh nhân số 2 ấy, 12 tháng nặng 7
5,5 kg ấy, được chưa? Thì cân nặng trên cân nặng chuẩn của bạn ấy sẽ nằm trong khung này, 80 đến 60, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ khám cho bệnh nhân đó, nếu như mà em bé đấy không có phù thì đối với phân loại này người ta chuẩn đoán là kém nuôi dưỡng nhé. Một chút. Còn nếu như bạn khám em bé đấy có phù thì bạn chuẩn đoán cho cô đó là suy dinh dưỡng nặng thể có phù, thì quất siêu co. Dạ. Chúng ta sẽ gióng cột chúng ta. Mình bảo là chắc biết rồi đúng không ạ? Trường hợp bệnh nhân thứ 3, 12 tháng nặng 5 kg ấy, thì cân nặng trên cân nặng chuẩn nó nằm ở đây, mức dưới 60%. Bạn khám bệnh nhân đó không có phù nha, thì bạn sẽ gióng xuống đây. Bạn sẽ chuẩn đoán giúp tôi đó là suy dinh dưỡng nặng thể teo đét. Teo đét nhá. Tiền ma đất mút đi. Được chưa ạ? Đó. Còn nếu như mà cái em bé 12 tháng nặng 5 kg đó, bạn khám bạn có thấy triệu chứng phù thì nó là cái thể phối hợp hai thể suy dinh dưỡng nặng thể phối hợp, cái này rất ít gặp. Đó là vừa teo đét vừa có phù. Vừa về đét ra bọc xương mà lại vừa ấn lên có phù nhẹ. Được chưa ạ? Rồi, thế thì nói về ưu và nhược điểm thì đối với cái phân loại theo gồm này nó có ưu điểm là gì? Chúng ta rất dễ phân loại nhanh, áp dụng rất nhanh trên lâm sàng, đúng không ạ? Còn đối với cái phân loại theo Wellcome này thì chúng ta cho phép chúng ta phân loại được hai cái thể suy dinh dưỡng nặng, đó là thể teo đét và thể có phù. Đây là cái ưu điểm của phân loại này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phân loại tiếp theo xem có ưu điểm gì ở đây. Phân loại theo Waterloo thì chúng ta thấy có cân nặng và xuất hiện thêm một chỉ số nữa, đó là chiều cao. Ở đây người ta sẽ có cái chiều cao và các bạn sẽ thấy nó xuất hiện cái gì ở đây? Gầy mòn, còi cọc, gầy mòn cộng còi cọc. Sau khi học xong phân loại này thì các bạn không bị mắng chửi nhầm con còi hay con nọ con kia. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào đây và tôi sẽ giải thích. Gầy mòn là gì? Là bạn nhìn một bạn mà cùng với trang lứa của bạn ấy, bạn ấy cao giống các bạn, chiều cao bình thường, nhưng mà bạn ấy gầy đét ra bọc xương ấy. Cân nặng của bạn ấy thấp, bạn gầy, cao thì như các bạn, sàn sàn như thế. Thì đấy, nó xếp vào là gì? Gầy mòn. Bạn thấy không ạ? Gầy mòn, chiều cao theo tuổi bình thường, nhưng mà cân nặng thì giảm. Cái này nó là suy dinh dưỡng cấp tính. Cấp tính, bạn ấy bị mất các mỡ dưới da, được chưa ạ? Còn cái bạn còi cọc ấy thì bạn nhìn thấy đây, chiều cao theo tuổi của bạn ấy thấp, có nghĩa là so với cùng với trang lứa của bạn ấy là bạn ấy thấp hẳn về chiều cao luôn, nhưng mà nhìn so với tổng thể cân nặng với chiều cao thì bạn ấy vẫn hài hòa, được chưa ạ? Bạn ấy không bị gầy da bọc xương như cái bạn gầy mòn này này đó. Thế thì cái bạn còi cọc là cái bạn suy dinh dưỡng trong quá khứ. Trước đấy bạn bị suy dinh dưỡng rồi, cái thời kỳ trước ấy, được chưa? Thì người ta sẽ chẩn đoán là còi cọc. Còn một bạn mà vừa thấp lại vừa gì ạ? Vừa mà gầy đét ra bọc xương ấy, vừa thấp vừa gầy, thì nó là thể gầy mòn của còi cọc. Nó là suy dinh dưỡng kéo dài hay là suy dinh dưỡng mạn tính, được chưa nào? Bạn ấy giảm cả chiều cao, bạn giảm cân nặng rất nhiều thì là cái bạn suy dinh dưỡng mạn tính, suy dinh dưỡng kéo dài về mòn của còi cọc. Còn cái bạn còi cọc này này thì bạn giảm về chiều cao, bạn ấy suy dinh dưỡng, trước đây bạn bị suy dinh dưỡng trong quá khứ rồi, bây giờ bạn ăn uống đầy đủ thì bạn ấy có da có thịt nhưng mà bạn vẫn bị thấp, dung chưa? Còn cái bạn gầy mòn này là cái bạn suy dinh dưỡng cấp tính, bạn mới bị suy dinh dưỡng, đang xảy ra suy dinh dưỡng, trước đấy bạn ấy không có, cho nên bạn ấy đang bị huy động lớp mỡ dưới da để bạn tạo năng lượng, được chưa? Cho nên gì ạ? Chiều cao của bạn vẫn bình thường, được chưa? Nhưng mà bạn ấy gì ạ? Giảm về cân nặng, giảm lớp mỡ dưới da đó. Thế thì cái phân loại này nó cho các em biết được là bạn này bạn ấy suy dinh dưỡng cấp tính, suy dinh dưỡng trong quá khứ hay suy dinh dưỡng mạn tính hay suy dinh dưỡng kéo dài.
Được chưa? Đây là cái ưu điểm của phân loại này. Nha. Đấy, các bạn nhớ cho cô ba cái phân loại. Còn cái phân loại cuối cùng muốn đưa ra, nó là phân loại theo tổ chức y tế thế giới, thì cái này người ta có cái bảng phân loại, chúng ta đối chiếu ở đấy dựa vào cái chỉ số SD này, chúng ta rút ra thôi. Nó cũng có 3 độ giống như cái phân loại theo gồm đầu tiên đó. Đây là dùng bảng thôi, không có gì để nói cả. Và người ta cũng dựa vào cân nặng theo tuổi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái mục tiêu tiếp theo, đó là nắm được các cái triệu chứng lâm sàng chính của hai cái thể suy dưỡng nặng, đó là thể Marmot và thể Watsuko. Marmot là thể teo đét, các bạn không nhớ được tên thì bạn nhớ cho tôi là thể teo đét. Này, hình ảnh này rất dễ nhìn đúng không ạ, rất dễ nhận diện. Thì triệu chứng lâm sàng của nó là cái gì, hoàn toàn suy luận được đúng không ạ? Khi mà em bé bị suy dưỡng nặng đến cái mức gầy đét này thì các bạn hoàn toàn có thể suy luận được tất cả các cơ quan đều ảnh hưởng. Gầy đét da bọc xương này, cơ quan tiêu hóa ảnh hưởng này, rối loạn tiêu hóa này, phân sống này, rồi là gì, protein của nó giảm này, canxi của nó giảm này, cái sự dẫn truyền thần kinh của nó giảm này, nó ngồi yên một chỗ này, nó ít vận động hơn những bạn khác này, thiếu chất này, thiếu vitamin này, tóc nó sẽ ảnh hưởng này, rồi là thiếu máu, thiếu nuôi dưỡng, thiếu máu, thiếu sắt này, sẽ có triệu chứng lâm sàng của thiếu máu này, da xanh lên, mặt nhợt này, đúng chưa nào, vân vân. Rồi là móng tay nó ảnh hưởng như thế nào, vân vân. Các bạn nhớ là điểm của cái bạn thấy đét da bọc xương này, nhìn nhé, nhận diện ra ngay. Này chúng ta rất dễ đúng không ạ? Nên các bạn sang giúp tôi cái triệu chứng lâm sàng của suy dưỡng nặng thứ hai, đó là thể Watsuko, là thể có phù. Thì những bạn này bạn ấy phù to toàn thân luôn. Đây các em nhìn hình ảnh đấy ạ. Thì các em thấy là gì? Có bao giờ các em nhìn, nếu như các em chưa có kinh nghiệm lâm sàng, các em nhìn một bệnh nhân như thế này, các em chẩn đoán là suy dưỡng nặng không? Rất ít. Không ạ. Mà các em hay nghĩ đến bệnh gì? Mà có phù to toàn thân nhé, đi qua có bệnh gì, đi qua đến thận nhé. Ví dụ như là gì, hội chứng thận hư chẳng hạn, phù to toàn thân đấy đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái gì để chúng ta nhận định ngay từ đầu là mình sẽ phân loại, à bạn này là bị hội chứng thận hư hay bạn này là bị suy dưỡng nặng thể Watsuko. Bạn nào trả lời giúp cô được không? Xuyên suốt từ đầu bài đến bây giờ, từ đầu đến bây giờ, đặc biệt là trong phần phân loại, cô luôn luôn nhắc đến một cái chỉ số gì? Khi nói đến suy dưỡng thì cái gì nó sẽ giảm? Đúng rồi, cân nặng giảm lại đấy nhé. Này nhìn các bạn, bạn này bạn đi Watsuko nhưng cân nặng của bạn cũng giảm. Bạn đi phù to như thế này nhưng mà bạn cân bạn lên, bạn so sánh với lứa tuổi là vẫn giảm. Còn những cái bạn phù do bệnh lý khác, ví dụ trong hội chứng thận hư ấy, bạn ấy tích nước vào rồi ấy, thì cái bạn hội chứng thận hư ấy, 2 ngày, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thậm chí là cân nặng của bạn ấy tăng lên 5 đến 10 cân. Nó khác hoàn toàn với cái bạn suy dưỡng nặng thể có phù nhé. Đấy là cái nhận diện đầu tiên các bạn tiếp xúc lâm sàng, định hướng giúp cô. Đây là triệu chứng lâm sàng của những bạn ấy. Bản chất của nó thì cũng thế, nó chỉ khác mỗi là gì, nó phù to toàn thân, dấu hiệu thiếu vitamin, dấu hiệu về rối loạn tiêu hóa, dấu hiệu về thần kinh chậm phát, à quên, chậm vận động, chậm phản ứng rồi vân vân, bạn hoàn toàn có thể suy luận được. Cái thể nữa là cái thể phối hợp, thì cái này ít gặp. Bệnh nhân vừa gầy vừa có cái triệu chứng phù nhẹ, nào bây giờ sang đến phần tiếp theo, đó là phần xét nghiệm. Thì chúng ta sẽ phải hình dung như thế này, đối với một bệnh nhân suy dưỡng nhẹ thì hầu như xét nghiệm không có gì thay đổi. Bạn nhớ nhé, suy dưỡng nhẹ các bạn xét nghiệm hầu như không có gì thay đổi,
Còn một bạn suy dinh dưỡng nặng thì khi các bạn xét nghiệm các bạn thấy toàn bộ lại thay đổi. Hầu như tất cả các xét nghiệm đều thay đổi. Đúng không nào? Ví dụ như thế này. Bạn ý nhớ, thiếu máu nhược sắt, thiếu máu thiếu nuôi dưỡng. Thì đặc điểm của thiếu máu thiếu nuôi dưỡng thì nó là thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ. Các bạn nhớ nhé, các bạn làm đa khoa các bạn nhớ đi. Ví dụ khi các bạn xem một cái xét nghiệm thì chúng ta sẽ phải phân tích được nó. Đợi con một chút. Thiếu máu nhược sắt hồng cầu nhỏ nhá. Thế thì các bạn đã học thiếu máu rồi thì các bạn biết là cái chỉ số mà để đánh giá thiếu máu ấy, cái chỉ số để đánh giá thiếu máu đó là hemoglobin đúng không ạ? Hemoglobin thì các bạn sẽ làm công thức máu thì nó sẽ có chỉ số hemoglobin. Chỉ số hemoglobin. Đó, hemoglobin nó sẽ giảm. Đấy chưa? Đấy là nhược sắt. Còn hồng cầu nhỏ là gì? Thể tích trung bình hồng cầu MCV giảm. Tình trạng còn giảm bao nhiêu thì cô sẽ không nói. Em bị loạn mất. Nên nếu như các bạn nhìn với cái công thức máu, các bạn nhìn thấy là gì ạ? Hemoglobin giảm, thể tích trung bình hồng cầu giảm. Thì bạn những bạn nào mà nữa thì bạn cho bệnh nhân làm mà sắt huyết thanh không có giảm hay không? Thế thì nếu như mà bạn thấy chỉ số như thế thì bạn sẽ à 99% nguyên nhân lại là do gì ạ? Thiếu máu thiếu nuôi dưỡng ấy, chứ không phải thiếu máu các bệnh lý khác. Nhiều những bệnh nhân thiếu nhiều bệnh nhân thiếu máu do các bệnh lý khác, ví dụ như là bạn thấy hemoglobin giảm nhưng mà bạn thấy gì ạ? Thể tích trung bình hồng cầu lại tăng cơ, hồng cầu khổng lồ cơ thì nó lại khác. Được chưa nào? Ví dụ một số những cái như thế thì chúng ta sẽ tiếp cận dần dần. Tiếp theo nữa là trong công thức máu bạn sẽ thấy có một chỉ số đó là hematocrit. Hematocrit thường sẽ tăng trong những trường hợp bệnh nhân có cô đặc máu. Nhá, bệnh nhân cô đặc máu thì hematocrit tăng. Thế thì đối với những cái bạn suy dinh dưỡng nặng thể teo đét. Đó, bạn ấy bị mất nước ấy, máu nó cô đặc thì bạn sẽ thấy hematocrit tăng. Đây là trong thể teo đét này, có cái này. Tiếp theo chúng ta làm sinh hóa máu thì chúng ta sẽ thấy protein giảm, đặc biệt là albumin giảm rất nhiều trong cái bạn mà suy dinh dưỡng nặng thì có phù ấy. Vì bản chất phù của bạn là bạn giảm albumin máu, được chưa? Đó, rồi là bệnh nhân có thể kèm theo rối loạn điện giải, thường nó sẽ là nặng giảm natri kali, rồi là các enzyme chuyển hóa, rồi các chức năng gan thận cũng có thể kéo theo, đó là suy giảm chức năng gan, suy giảm chức năng thận, đúng không ạ? Ví dụ như chức năng gan thì người ta sẽ làm các men gan, ví dụ như là GOT, GPT, vân vân. Bạn nhớ như thế này. Rồi là gì? Nó thiếu nước thì nước đi tiểu nó sẽ ít thế thôi. Các enzyme tiêu hóa thì kém thì hoạt động kém thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ có thể là không tiêu hóa được hết thức ăn, bệnh nhân có thể đi ngoài phân sống chẳng hạn, vẫn còn cặn dư phân, được chưa nào? Các miễn dịch của bạn ấy thì có thể giảm, đặc biệt là bạn suy dinh dưỡng nặng nhé, miễn dịch của bạn ấy giảm cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến các bệnh lý nhiễm khuẩn và mức độ nặng. Rồi là gì? Bạn suy dưỡng bạn ấy kèm theo cả còi xương nữa, bạn thiếu canxi, cho nên là bạn có thể chụp X quang lên, bạn thấy có hình ảnh loãng xương hoặc là các cái điểm cốt hóa muộn. Nên tôi sẽ không nhắc nữa, cái này bài có xương tôi sẽ nói kỹ hơn cho hình ảnh rõ hơn về cái X quang xương này. Chưa? Sang đến cái phần điều trị. Phòng bệnh cuối cùng thì các bạn thấy không ạ? Cô đã nhắc ngay từ đầu đó là điều trị suy dinh nhẹ và trung bình thì chỉ là điều chỉnh về chế độ ăn. Bạn tư vấn làm sao cho hợp lý. Ví dụ như là bạn ý thực tế là có rất nhiều và có em bé vào khoa dinh dưỡng của viện nhi trung ương vì bạn ý bị suy dinh dưỡng nặng.
chỉ một cái là mẹ cho bố không đúng cách. Bạn có thấy là nhiều khi cái lý do mà mình khó chấp nhận không ạ? Không biết là chúng ta đã tìm hiểu về cho con bú như thế nào chưa, nhưng các bạn nhớ này, cái này rất là quan trọng. Và những cái em bé mà nhiều khi là mẹ ít sữa, hoặc là tại sao mà mẹ lại ít sữa, hoặc tại sao mà những em bé bây giờ suy dinh dưỡng ở mức độ nhẹ nó vẫn còn tồn tại, hoặc là thậm chí là có những bạn suy dinh dưỡng nặng liên quan đến là tư vấn cho con bú mẹ. Thế thì ai cũng biết là sữa mẹ rất quan trọng rồi đúng không ạ? Và cho bú mẹ thì càng sớm càng tốt để chúng ta sẽ tận dụng cái sữa non ấy. Và chúng ta sẽ hình dung như thế này. Hiện tại bây giờ rất nhiều những cái em bé đang bị cái tình trạng đó là cho bú vặt. Bú vặt hay là gì ạ? À, các cụ ngày xưa có câu là cả vú lấp miệng em ấy, có nghĩa là thấy con khóc thì cho con ti để cho nó nín. Đây là một thói quen rất là sai lầm của các bà mẹ. Chà, các bạn hình dung như các bạn ăn vặt thì đương nhiên là các bạn vào một bữa ăn các bạn sẽ không ăn được nhiều, đúng không? Người lớn chúng ta có cái sự tích trữ về năng lượng nhiều, chúng ta ít bị ảnh hưởng, nhưng đối với trẻ em ấy, đặc biệt là trẻ sơ sinh, vì sơ sinh nó lại bú mẹ hoàn toàn đúng không? Bạn cho em bú vặt như thế thì em bé rất dễ bị hạ đường huyết, suy dinh dưỡng, vân vân và vân vân, được chưa nào? Và chúng ta lại hình dung như thế này, khi mà bú sữa ấy, thì cái sữa đầu tiên ấy, cái lượng sữa ban đầu ấy, bao giờ các bạn, nếu bạn nào mà đã biết rồi thì cũng thấy là cái sữa đấy chủ yếu nó là nước, nó loãng, nó rất ít chất dinh dưỡng. Thế thì bú vặt thì chỉ bú được cái sữa đó thôi, nó rất ít sữa dinh dưỡng. Còn cái sữa cuối về sau ấy, bạn thấy nó đặc, được chưa nào? Sữa đấy mới là cái sữa mà nhiều chất dinh dưỡng, nhiều protein, nhiều các cái chất dinh dưỡng khác đảm bảo cho em bé. Thì những em bé bú vặt là những em bé gì bú được rất ít cái lượng sữa về sau ạ nhá, để hậu quả không hề gọi là nhẹ thế nào đâu. Nhưng các bạn chú ý mai kia của con hoặc trong nhà các bạn có em bé, các bạn phải tư vấn cho bà mẹ. Và khi bú thì nguyên tắc là khi nào em bé đói thì mình cho bú, không được cho bú vặt. Và bú thì phải bú hết một bên, sau đó chuyển sang bên thứ hai để làm gì? Để lấy được hết các cái sữa có đầy đủ chất dinh dưỡng như thế. Thứ hai nữa là để kích thích bà mẹ tiết sữa nhiều hơn. Nếu bạn cứ bú lưng lửng như thế thì cái sự tiết sữa về sau nó sẽ giảm. Nó là một vòng phản xạ lên thần kinh của mẹ là như thế nhá. Thậm chí là không bú hết thì bắt buộc bà mẹ sẽ phải tắt hết cái lượng sữa đấy đi để quá trình tiết sữa được tốt hơn. Đấy cũng là một trong những lý do tại sao mà bà mẹ hết sữa. Ngoài những lý do khác, ví dụ như là ăn uống hoặc chế độ nghỉ ngơi, phải căng thẳng vân vân nữa, thì tôi cô sẽ không đi sâu vào phần này. Nhưng các em nhớ là gì ạ? Hỏi và tìm xem là em bé có cái hiện tượng bú vặt hay không để tư vấn cho bà mẹ, đặc biệt là tư vấn trong điều trị suy dưỡng nhá. Nếu như bạn ấy còn đang bú sữa mẹ hoàn toàn ấy, thế nào? Rồi là có những bạn bạn ngậm đầu ti không đúng, bạn chỉ nuốt được hơi thì bạn bú rất ít sữa. Đó một cái mà chú ý. Và khi mà cho ăn bổ sung cũng thế, ăn sớm nhất là 4 tháng, còn tiêu chuẩn vàng là 6 tháng. Thực tế em bé bây giờ đến 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 5 6 tháng mà chưa cho em ăn thì em đói em không ngủ đâu. 4 đến 6 tháng bắt đầu ăn dặm, ăn bổ sung. Tư vấn cho bà mẹ cho ăn thế nào một tí, tránh cái tình trạng là gì, ninh lên lấy nước để cho bạn ấy quấy bột quấy cháo, sai lầm đúng không ạ? Cái này ai biết. Rồi là nước xương ấy, chúng ta hình dung là rất nhiều bà mẹ cho con ăn nước xương để nghĩ là gì, sẽ có chất dinh dưỡng hoặc có canxi. Nhưng chúng ta phải biết như thế này này, xương mà bà mẹ ninh lên để lấy nước cho con ấy, chủ yếu là những cái mỡ nó khó tiêu hóa như cholesterol. Ăn một vài lần đầu tiên thì bạn ấy có thể tăng cái kích thích về vị giác cho bạn nên bạn ăn nhiều, nhưng càng lần sau thì xảy ra hiện tượng biếng ăn, bạn ấy sẽ đầy bụng, bạn ấy sẽ khó tiêu, được chưa nào? Và nó cũng chả có canxi để hấp thu đâu nhá. Cái này các bạn bác sĩ đông y cái này dễ hiểu hơn. Khi nào mà em bé xương em bé hấp thu được canxi, khi mà bạn ninh lên thành cao ấy, may ra còn có canxi để hấp thu đúng không ạ? Ninh lên thành cao ấy, ví dụ như nấu cao ấy đó. Còn cái xương của mình ninh lên bình thường nó chỉ có những cái chất khó tiêu cho bé thôi. Ví dụ đấy là một cái sai lầm ạ. Và có rất nhiều bà mẹ là
cứ Ninh lên lấy nước xong rồi mẹ ăn hết cái đi, xong rồi mẹ cứ đeo uống ra, còn con thì không. Thực tế bây giờ là có tình trạng như thế chúng ta phải chú ý nhá. Hoặc là nấu cu thịt nó sẽ phải khác với cả nấu rau. Bây giờ các bà mẹ cứ tiện đó là gì, xay thịt với rau chung vào một một cái chỗ, xong bắt đầu muối bột xong rồi cho vào để muối lên. Thực tế là rau mà mình ninh nhiều quá thì nó mất vitamin đi rồi, đúng không ạ? Thậm chí là đậy nắp vào nó đã mất đi khá nhiều vitamin rồi. Thế thì mình phải biết cách nấu cho hợp lý và cho dầu dinh dưỡng vào thời điểm nào, đúng không ạ? Đó thì các em sẽ tư vấn cho bệnh nhân giúp cô cho đấy. Rồi đến phần cuối cùng là phần phòng bệnh thì cái này rất dễ hiểu thôi. Mình sẽ phải chăm sóc từ khi mà hình thành em bé trong bụng mẹ, chăm sóc bà mẹ đúng không, ăn uống đầy đủ. Trước khi mà các bạn nữ ở lớp nghe này, trước khi mà chuẩn bị có con ấy thì mình phải đảm bảo sức khỏe của mình thật tốt. Mình phải đi tiêm phòng, mình phải đi kiểm tra sức khỏe. Mình sẽ phải uống bổ sung sắt trước khi mà mình định có em bé nhá. Và sắt đấy các bạn sẽ uống đến khi mà các bạn cai sữa cho con, có nghĩa đẻ rồi cho bạn đi bú ấy. Chưa? Và gì? Trong quá trình mang thai thì luôn phải vui vẻ, thì tinh thần nó quan trọng. Bây giờ gọi là hàng đầu á. Làm thế nào thì làm. Được chưa? À, đến tháng thứ 7 thì lúc đấy chúng ta sẽ bổ sung vitamin D và canxi. Bà mẹ ăn uống đầy đủ, tắm nắng hợp lý, tinh thần thoải mái, được chưa? Đảm bảo cho một em bé ra đời được tốt nhất. Đấy là phòng bệnh trong quá trình mang thai. Rồi là gì ạ? Cho trẻ bú đúng nhá, cái này rất là quan trọng. Cái này tôi nói, cô nói ngay từ đầu á, nhiều khi cái bú nghĩ là đơn giản nhưng nếu như chúng ta không biết cách thì chúng ta cũng không biết cách cho con bú. Thế nào cách ngậm ti thế nào cho đúng, tránh tình trạng cho con bú vặt, cứ khóc bắt đầu giơ ti vào cho nó bú cho nó yên. Nhiều bà mẹ như thế. Rồi là gì ạ? Tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên đến năm sau cô sẽ hướng dẫn các em một số cái chú ý khi các em lựa chọn các vaccine. Bởi vì bây giờ cái vaccine chương trình tiêm chủng quốc gia nói làm gì đúng không ạ? Nhưng có rất nhiều những cái vaccine tiêm ở ngoài dịch vụ ấy. Và chúng ta biết là vaccine luôn luôn nó sẽ có hai mặt của nó, không phải nó có lợi 100%. Nó sẽ có những cái chất ví dụ như là nhôm, ví dụ như là thủy ngân vân vân để kích thích miễn dịch cho bé thì nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Cho nên chúng ta sẽ phải lựa chọn vaccine, không phải có tất cả là tư vấn cho bệnh nhân tiêm hết vừa. Nó sẽ tùy nhé. Được chưa nào? Và gì ạ? Đảm bảo giấc ngủ cho em bé. Ăn uống thì đương nhiên rồi đúng không ạ? Giấc ngủ rất là quan trọng. Các bạn cứ hình dung ra các bạn ngủ muộn một tí thôi chứ không nói là mất ngủ. Đến hôm sau là các bạn đã uể oải như thế nào? Đúng không ạ? Đấy là về giấc ngủ nhá. Và cái thời gian ngủ cũng thế, và điều trị sớm các cái bệnh lý nếu có. Được chưa? Rồi, thôi. Rồi bài suy dinh dưỡng kết thúc tại đây nhé. Có bạn nào có câu hỏi gì không? Đã hiểu bài không nhỉ? Bạn nào đã hiểu bài rồi thì giơ cánh tay lên giúp cô để cô xem có bao nhiêu bạn. Và chúng ta đừng có hy vọng là học xong nghe về được 100% nhé. Mình hiểu được có nghĩa là gì? Khi mình đọc lại thì mình hiểu nội dung thì đúng chứ mình không hiểu sai ý của cô. Đấy gọi là hiểu. Em hình dung không? Có rất nhiều bạn đọc tài liệu xong rồi lại hiểu một kiểu. Nhiều lắm, thậm chí là các anh chị sau đại học cũng thế. Cứ đọc tài liệu nhưng mà lại có rất nhiều những cái ý kiến khác nhau. Có nghĩa là các bạn anh chị hiểu khác nhau về một cái một trang tài liệu thôi. Là rất nhiều ý kiến, rất nhiều cái nguồn hiểu khác nhau. Cho nên cái hiểu là gì? Đọc mình hiểu cho chính xác. Và khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân thì mình biết được à định hướng nó là cái gì và mình biết tìm được nguồn tài liệu chính xác để mình đọc. Ví dụ như trong nhi khoa đến bản thân các phó giáo sư hay tiến sĩ bây giờ nhiều khi phác đồ nó rất là nhiều và mình không điều trị theo chuyên khoa đấy. Mình gặp một trường hợp như thế mình phải dở ra mình xem lại phác đồ để mình xử lý hoặc là
phác đồ của Nhi nó thay đổi theo từng năm một hoặc là vài năm lại thay đổi đổi một lần, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm chẳng hạn, ví dụ như sốt xuất huyết cũng thế, tay chân miệng cũng thế, phác đồ nó sẽ thay đổi, nó sẽ phù hợp với tùy từng thời điểm mà, hoặc là vì chúng tôi sẽ có những cái phác đồ thay đổi, cho nên các bạn không phải lo lắng là gì. À em phải nhớ được bằng nọ phác đồ nọ phác đồ kia, không có điều đấy, em hoàn toàn có thể dựa sách ra để em điều trị, em nhìn cái liều lượng, vì đối với liều lượng của trẻ em nó còn theo kg cân nặng cơ, sẽ mình sẽ không phải lo lắng ở chỗ đó. Nào xem một loạt nào. Rồi giơ hết tay lên rồi đúng không ạ? Rất tốt. Rồi, thế có bạn nào có câu hỏi gì không? Nếu không có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Dạ vâng ạ, nếu mà có câu hỏi gì thì em sẽ tổng hợp lại thông tin đến cô qua Zalo cô nhé. Rồi, được rồi. Rồi, thì các bạn là dừng tại đây nhé. Cô chào vào lớp. Dạ vâng, em chào cô. Cảm ơn Chào cô. cô ạ. Rồi, chào Chào cô ạ. cô. Ừ, cô học nha.